Dạ, bật rồi chị. Bật rồi. Em bật rồi. Bật chưa? Rồi em chào mọi người nha. Hôm nay lên dạ tuyển cho mấy chị nha mọi người nhé. Dạ tuyển cho mọi người nhé. Đồng giá 90 là được. Đồng giá 90k cho em thôi nha mọi người nha. Đồng giá 90 thôi. Áo hôm nay rất là đẹp luôn này mấy chị. Rồi xem like chấm bài giùm em nha mọi người nha. Xem like chấm bài đẩy view lên giúp em này mấy chị ơi. Áo hôm nay là bao VIP cho mấy chị luôn này. Đồng giá 90k cho em mọi người nha. Áo giả tuyển cho em nè. Rồi chị nào đang xem live mọi người chấm ABC giúp em nha. Chấm ABC đại view giúp em nè. Sao vậy ta? Hay là nó bị ảnh xem vậy? Hello chị Ánh Tuyết. Rồi. Không vô comment được không? Không vô comment được hả? Người ta vô tự nhiên vô không comment được. Bị sao trời? Rồi mọi người xem like chấm bài giúp em nha. À, em like luôn nha mọi người nha, em like luôn nha. Áo giả đồng giá 90k thôi nhá. Hàng khui kiện bao mới bao lỗ cho mấy chị nha. Bao mới bao lỗ cho mọi người này. Đó, rồi em lên luôn nha mấy chị nha, em lên luôn nha. Ủa chị, bên này là hội hả? Bên này là hội hả? Ừ. Rồi. Rồi em lên con đầu like cho mấy chị nè. Trời ơi, con này đẹp quá nè mấy chị. Một con màu đỏ mới tinh luôn nha mấy chị nha. Đây, xuất sắc luôn cho em này mọi người này. Đó. Rồi, con này free size cho em chị nào 60 kg quay đầu cho em mọi người nha. 60 kg quay đầu này. Một con giả cực kỳ mới luôn, con này là size XL cho em nha. Rồi, con này bán mở hàng cho mọi người 90k luôn nhá. Đây mấy chị. Mở hàng 90k, chị nào lấy chốt cho em mã mở hàng cho mọi người nha. Mã mở hàng cho em siêu đẹp luôn này. Mở hàng bán 90k cho mọi người luôn nhé. Mã mở hàng. Con này siêu đỉnh chóp luôn. Đẹp mê luôn con này này. Mã mở hàng cho em mọi người nha. Mở hàng cho em 60kg quay đầu. Mã mở hàng. Đồng giá 90k mọi người. Hàng bao mới từng ship luôn nha. Các chị xem like chấm bài chia sẻ like với em ha. Rồi nha, các chị ơi. Em lên một con giả vest caro cho em nè mấy chị. Đây mấy chị. Trời ơi con này biết chưa. Rồi size gì là 55 57 kg cho em nhé. Đây mọi người. Trời ơi nó mới. Mới tinh luôn này mấy chị nè. Đó. Rồi 55 57 kg quay đầu cho em con này nè. Đẹp mê luôn mọi người. Cho em mã A34 nhé. Mã A34 chị nào đang xem live mọi người thấy mọi người chấm bài giúp em nha. Mã A34 nè. A34 cho em mọi người. A34 rất trời ơi, đồng giá 90k nha mọi người, hàng 3 mới luôn nha. Rồi em lên một con phối 2 màu này mấy chị. Chị nào thấy em không mọi người ơi, chấm bài giúp em nha mọi người nha. Trời ơi, con 2 màu nữa nè mọi người. Mê chưa? Đẹp quá. Đẹp mê luôn này mấy chị này. Đẹp chưa?
Rồi, size chị nào 55 kỳ quay đầu cho em con này chưa cắt túi luôn này mọi người này. Trời ơi, cái này nó mới mới tinh luôn cho em nhé. Siêu đẹp con này luôn này. Dạng bomber form thể thao cho em, rất là mới luôn này mấy chị. Trên tường ạ. Rồi 55 kỳ quay đầu cho em. Có túi nhé chị nhá. Có túi nhá chị ơi, con này có túi nhá chị nhá. Con rất là mới luôn này mấy chị. Có túi hai bên. Trời ơi, form bomber này mấy chị, con này đẹp quá. 55 kỳ quay đầu. Cho em mã A17 nha mọi người nhé. Mã A17 nhé. A17 cho em chị Hòa, anh Di ơi. Mã A17 cho em này mọi người này. Đồng giá 90k hàng bao mới các chị ơi. Chắc em bao điện cho mọi người luôn nha. Xem cái trên tường này xem nó này chị. Xem cái trắng trên tường. Cái này kem này. À rồi. Con này là màu kem cho em. Chị Hòa, anh Di lên số điện thoại cho em nè. Chị Hòa, anh Di lên số điện thoại cho em chị ơi. Rồi lên con này chị em. Trời ơi, mê ly quá. Đây này mấy chị. Con này là giả em một lớp cho em nha. Em nói chắc 30 các chị ơi. Có đai cho em luôn nè. Rồi bán con này. Có đai tay luôn nè mấy chị. Bán con này tương tác cho mọi người 100k thôi nha. Trời ơi, em xin thêm 10.000 siêu phẩm thế này mấy chị. Xin thêm 10.000 thôi nha. Một con giả em một lớp cho em. Quá phiết con này luôn. Nè mấy chị. Rồi chị ơi, lên số điện thoại của em chị ơi. 55-60 kg cho em con này nhá. 55-60 kg. Trời ơi, đẹp quá. Hello chị Trần Lì. Chị trời ơi nè mấy chị nè, mê chưa? Con này free size cho em nha. 60-62 kg ok luôn cho em nè. Trời ơi con này quá VIP. 60-62 kg, chị nào lấy chốt em mã siêu phẩm nè. À, bán cho mọi người 100k con này thôi nhá. Mã siêu phẩm cho em quá VIP luôn nè. 100k em đố mọi người đi đâu tìm được luôn mọi người. Dạ em một lớp nha. Siêu phẩm với chị Hằng Vũ. Trời con nó quá đẹp luôn á chị. Siêu phẩm cho cái gì ảnh tiếp nha. Em cho chị Hằng Vũ luôn. Hằng Vũ luôn hả? Đây nè. Chị Hằng Vũ khách cũ phải chị? Không không, Hằng Vũ. Cũng là bên chị đó, chị không thấy thôi. À bên bên này. Rồi lên con này. Con này chị em nè mọi người này. Một con đỏ dán chữ A cho em mọi nha. Của vest này mấy chị. Trời ơi đẹp chưa. Rồi 60 kỳ quay đầu cho em luôn nha. 60 kỳ quay đầu này. Của vest cho em. Cái này mọi người chốt em mã 24 này. Mã 24 cho em mọi người. Mã 24 quá VIP luôn. Mã 24. Được không chị thấy không chị? À xin phẩm của cô Hằng Vũ này. Rồi lên con rêu này chị em. Lên sau rồi nha chị nha. Trời ơi con này đẹp quá. Một con rêu này mà chị. Phối lông cho em nha mọi người nha. Nói chung là có lót ở trong, mang không bị sót không mấy chị. Rồi con này VIP quá. Rồi. Size chị nào 57 kỳ cho em con này nè. Một con rêu quá đẹp luôn mọi người ơi. 57 kỳ cho em con này nha. Quá mê con này luôn nè. Chốt cho em mã 70 nè. Mã 70 màu rêu cho em mọi người nha. Có bao tay nè. Con này siêu đẹp. Hàng 30 các chị ơi. Mã 70 cho em mọi người nha. Thử đi các chị ơi. Chắc 30 cho mọi người. Mã 70 nha. Chị nào đang xem live bên bay mọi người chấm bài giúp em nha mấy chị nha. Chấm bài chia sẻ live giúp em nè mấy chị. Đồng giá 90k các chị ơi. Đồng giá 90k. Trời ơi lên một con caro nữa nè mấy chị. VIP chưa? Ôi con này đẹp quá. Nè mọi người. Trời ơi mê quá. Rồi con này size M cho em nha mọi người nhá. Size M. Chị nào tầm 53 kg là mày ok con này. Trời ơi, rồi xin con này cho mọi người thêm cho em 10.000 thôi nha. 100k con này này. Quá rẻ luôn chị ơi, một con giả kẻ mà có 100k thôi này. Rồi con này mọi người chốt cho em mã 49 nhá. Mã 49 cho em. 100k nha mấy chị nhá. Size M cho em này. Con này là bao viết cho mấy chị luôn. Mã 49 100k size M cho em. Con này quá đẹp. Mã 49. Mẹ 49 các chị ơi. Con đó 100k siêu mới luôn các mọi người. Rồi lên tiếp một con xịn sò này mấy chị. Trời ơi con siêu phẩm đó mà không chốt là em biết chốt con nào luôn các chị ơi. Đây này mấy chị. Rồi con này chị em nha. Trời ơi con này form vừa này mấy chị. Đai đồ còn nguyên luôn này mấy chị này. Mới chưa này. Cực kỳ VIP luôn. Rồi size chị nào size L cho em nha. 55-57 kg cho em. 55-57 kg đẹp quá. Rồi con này mọi người chốt cho em mã 63 nhé. Chị Diễm ơi inbox qua cho em để kiểm tra đơn chị ơi. Mã 63 có đai này mấy chị này.
Con này siêu đẹp luôn chị, em móc qua cho em để em kiểm tra đơn đi chị. Mã 63 cho em, đồng giá 90k thôi mọi người ơi. Chị thích con caro treo trên móc. Chị cho chị kia, em đây chị treo cái đây rồi, để em lên con caro luôn cho mọi người nhé. Đồng giá 90k các chị ơi, hàng bao mới luôn nha. Con caro này thì size S thôi cho mấy chị nha. Dạ em một lớp luôn này mấy chị. Trời ơi, VIP chưa? Con 63 là con chất hợp xịn luôn hết trời. Nè mấy chị, size S thôi nhưng mà size M vẫn mang được này. Đó, em là 50kg nè mọi người nè, nhưng mà em vẫn mang ok nha. Mang vẫn hơi rộng đấy, cho nên là con này là chị nào size S, size M là ok luôn cho em. Rồi một con caro giả em một lớp này. Qua VIP. Đó. Rồi 55kg cho em con này. Cái này mọi người đeo cái beo vô cũng được cho em này. Sao cái hôm trước điện thoại rồi hả chị? Chị bắt qua cho em để em kiểm tra đơn đi chị ơi. Rồi, bán con này cho mọi người nha. 100k nha, chốt em mã 77 nha mọi người nè. Mã 77 cho em mọi người. Mã 77 nha, 100k. Một con caro giả luôn nè mọi người. Quá rẻ luôn, mã 77 cho em. Mã 77 mọi người đang xem lắm. Con 77 này đẹp nè chị, em thích không? Chấm ba cái video nữa rồi lên tiếp một con caro này chị. Để cho cô con bò luôn nha. Con này hả cô? Trời ơi con này con hiểu luôn á cô ơi. Quýt xin dịp luôn. Chị Thùy Diễm ơi, inbox qua cho em để kiểm tra đơn chị Thùy Diễm nha. Đây con này là caro cho em rồi mọi người. Con này là dạ ngắn nha chị nha. Rồi size 60kg quay đầu cho em luôn nha. 60kg quay đầu. Cho em mã caro luôn nha mọi người nha. Mã caro 60kg quay đầu. Chị đang có 1 kem hả? Để em lựa 1 kem cho. Còn mấy con 1 kem đẹp lắm chị ơi. Còn mấy con 1 kem giả ít 1 lớp thịt sò luôn. Đây này. Con 1 kem này. Trời ơi lên con 1 kem. Chị đang xem like mọi người. Chia sẻ like giúp em nha mọi người. Chia sẻ like giúp em nha. Trời ơi, rồi lên một con màu kem này với chị. Con này size M cho em nhé. Size M. Chị nào tầm 55kg quay đầu là ok này. 55kg quay đầu. Áo dạ hôm nay xịn xò lắm mọi người. Rồi, chốt em mã A50 nhé. Mã A50 cho em mọi người. A50, 90k con này luôn cho mọi người nha. Mã A50 này. Dạ, ép một lớp không ai bán 90k đâu các chị ơi. Mã A50 cho em 90k thôi các chị ơi. Like giúp em các chị ơi. Mọi người có thể chấm bài giúp em hoặc thích trang giúp em nha. Mà A50 giúp em. A50 các chị ơi. Trời ơi, rồi lên tiếp con này. Em like trang này à. Vi Phương chắc của em hả? Có. Em like hai trang á chị Vi Phương ơi. A50 chị Loan Nguyễn. Trời ơi, lên cái con này nè chị. Lên số điện thoại cho em nè. VIP phim VIP luôn. Em like hai trang nha các chị nha. Rồi con này chị em. Đẹp quá. Con này size chị nào 52kg quay đầu cho em con này nè. Trời ơi mấy con này là mà mọi người không chốt thì chốt con nào nữa chị ơi. 52kg quay đầu cho em. Chị nhắn bên Zalo rồi okay, em. Ok chị sẽ đến kiểm tra đơn. Rồi bán cho mọi người 90 luôn nha. Bán lại tương tác thôi nha mấy chị nha. Rồi áo này mà ai bán 90k đâu mọi người ơi. Đó dáng dài size M cho em 52kg quay đầu cho em nè. Cho em mã A6. Cái này giải một lớp của mọi người nó rất là xịn xò luôn. Mã A6 cho em mọi người nha. Mã A6 giả xả luôn các chị ơi. Mã A6 cho em. Đồng giá 90k nha mọi người. Giải một lớp mà bán giá 90k. Nãy biết cầm à. Nãy biết cầm điện thoại em đây bật cái máy em thử thôi. Ok chị Nguyễn Hạnh này. Rồi lên con này chị em một con màu đen nè chị. Hay em chạy về lấy. Rồi em lên một con rêu nha chị nha. Đẹp quá à. Rồi xa 60kg quay đầu cho em mọi người nha. Xa 60kg quay đầu con này đẹp ghê luôn. 60kg quay đầu nha. Chốt em mã rêu. Mã rêu cho em. Bị sao ta? Nó bị sao? Trời ơi, lên một con siêu phẩm này chị nè. Có chị ơi, có màu đỏ đô, màu gì cũng có nhé chị Tùy Duyên ơi. Đây này mấy chị. Trời ơi, con này mà mọi người không chốt là em không biết mọi người chốt con nào luôn cho em á. Rồi một con siêu phẩm cho em nha. Một con siêu phẩm này.
Đó, VIP chưa? Rồi con này free size 60-65 kg. Con này em bán 100k thôi mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. $100k cho em nha, ở trong là lót lông nè mấy chị. Cái này nó có cái lai tay nè mọi người này. Hello chị Hương à. Đây. Đó. VIP công việc luôn, mọi người nhận về không tin là 100k đâu mọi người nha. Đây rồi, size 60-65 kg cho em con này luôn, mê ly luôn này mấy chị. Lót lông ở trong này, siêu xịn sò. Rồi chốt cho em mã siêu phẩm đi mọi người ơi. Mã siêu phẩm cho em. Quá VIP luôn này, mã siêu phẩm cho em nha, bán 100k con này thôi. Phối này mấy chị, quá xịn sò luôn. Siêu phẩm các chị ơi, siêu phẩm nha mọi người nha. Rồi lên tiếp một con màu vàng cho mọi người này. Trời ơi, con này đẹp quá. Rồi size chị nào 55 kg cho em con này nha. Cho em mã vàng luôn này mấy chị. Mã vàng 55 kg cho em. Mã vàng 55 kg nhá. Siêu đẹp luôn mọi người ơi. Mã vàng 55 kg cho em. Vàng 55 kg. Đây này mọi người ơi, chị nào hỏi em màu đỏ này. Con này chị nào 60 kg quay đầu cho em. Trời ơi cao mới tinh luôn này mấy chị. Bán 90k ai mà tin được mọi người ơi. Đây này mọi người. Đó, đồng giá 90k các chị ơi. Đây. Lâu treo bao nhiêu được. Trời ơi con này hàng hiệu luôn nha mấy chị nha. Con này bán cho mọi người 100k thôi này. Giả ép một lớp cho em. Quá VIP luôn này mấy chị. Dạ em một lớp nha. Rồi chốt cho em mã đỏ này, bán 90k con này luôn. Đỏ 90 luôn. Màu đỏ này chị biết đâu màu đỏ nhiều lắm. Em gọi like cho em nha. Đây một con giả ép hiệu nè chị, siêu xịn sò luôn cho em. Đồng giá 90k các chị ơi. Chất ba mới luôn nha mọi người. Đây này mấy chị. Ôi con nâu này quá VIP luôn này. Đây có nai luôn chị em nhé. Con này size 55 kg quay đầu. Lên con siêu phẩm các chị ơi. Nè mấy chị. Chị mơ nó mất trắng. Trời ơi. Nâu à. À tôi kêu chốt cho cô. Cô Hà Vũ kêu chốt cho cô. Con này 55-57 kg ok luôn nè mọi người. Đó, vẫn có coi dạng nhé. Rồi. Chúc cho cô Hàng Vũ này. Rồi 100k cho em lợi nó đó. 100k, chốt mã nâu. Bé cái này 100k là chỉ có mình em bán thôi các chị ơi, thật sự luôn. Rồi lên con này nè mọi chị. Đây, mọi người đẹp quá đấy. Rồi size chị nào 55-57 kg cho em luôn nha. 55-57 kg. Chốt cho em mã A37 nha mấy chị. Mã A37 cho em mọi người. A37 cho em nha mấy chị nha. Mã A37 này. Cô chốt rồi hả? Cô chốt à nãy do nãy cô Hàng Vũ chưa chốt cái con nâu trên tường rồi từ sớm đấy. Trời ơi lên một con caro siêu phẩm cho mấy chị nữa nè. Cho em hàng đẹp lắm các chị ơi, các chị thương tuần xem like mình chia sẻ like với em các chị ơi. Mọi người làm sao vậy mọi người ơi, áo hôm nay rất là VIP luôn á mấy chị ơi. Đây, đẹp chưa nè. Các chị xem like chia sẻ like với em với các chị ơi. Trang bữa nay đang bị mất tương tác. Rồi size 60 kg quay đầu cho em nha. Size 60 kg quay đầu nè, đẹp mê chưa. Đó. Chốt cho em mã A24. Mà A24 mọi người ơi, A24. Trời ơi, ai mà bán con này đây đâu chị Nguyễn Xu Ly. 90k đâu mọi người ơi. Không bao giờ có luôn nha mấy chị nha. Hàng khu kiện mà ai bán giá này lỗ tụt quần luôn mọi người. Mà A24 cho em con này quà VIP luôn này. Đó. VIP tìm VIP luôn. Chị Vi Phương comment sau đó chị ơi. A24 chị Nguyễn Xu Ly. Còn nhiều con đẹp lắm chị Vi Phương ơi, còn nhiều. Rồi em lên một con luôn. Dạ long nè mấy chị. Một con dạ lông cho em nhé. Nè chị, viết chưa? Con caro này xịn sò luôn chị. Nè chị, đẹp mê luôn anh chị ơi. Dạ lông cho em nhé. Rồi, size 55-57 kg cho em con này nè. 55-57 kg, chốt em mã lông. Mã lông 55-57 kg cho em mã lông. Lông 55-57 kg nhé.
Rồi lên tiếp một con vest caro này mình chị. Bao nhiêu mọi người? Rồi, size vậy là 57 kg nhá. 57 kg chốt mã caro luôn này mấy chị ơi, mã caro. Em bán quá rẻ đâu mọi người ơi, mã caro. Trời ơi, con lông màu đen này xịn sò luôn mọi người ơi. Caro cho em. Chị thích thích mấy con dạng một lớp hả chị ơi? Chị Vi Phương ơi. Rồi em lấy con dạng ngắn nè mọi người nè. Đây. Đẹp quá. Rồi size chị nào tầm 52 kg cho em nha. Trời ơi nó mới nè mấy chị nè, đồng giá 90k cho em thôi nhá. Hàng khui kiện nước đầu bao mới bao lộ cho mấy chị luôn nha. Rồi, chốt cho em mã túi này. Mã túi. Mã túi. Có màu đỏ size 10 nè. Có chị ơi, chờ em một tí em thử cho này. Mã đỏ túi cho em. Rồi lên con này còn mặc luôn nè mấy chị. Đây. Mới quá. Con này size size S cho mọi người nha, size S cho em này. Size S cho mà 52 kg vẫn ok. Áo dạ hôm nay siêu mới luôn mọi người, mà sao bữa nay Facebook nó bị mất tương tác một cách dã man như vậy không biết nữa. Ủa cái này có đai nhá sao? Rồi cái này cho em nha. Có màu đen này, quá vip luôn cái này. Đó. Rồi 52 kg quay đầu cho em con này nha. Con này chưa cắt túi luôn này mấy chị. Đó, chốt em mã mới nha mấy chị nha. Mã mới cho em. Mã mới. Có một cái con màu nâu ở trên này cũng có đai này. Trời ơi. Vỡ ra lại cái cửa mình. Mã mới cho em. Trời ơi chị Vây Phương ơi, là con này này vip 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 luôn cho em nhé. Con vừa tre là size 60 kg quay đầu đó chị. Rồi cái con này vip 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 luôn này. Đây. Con này có đai luôn cho em mọi người nhé. Rồi rồi đợi em một xíu này. Trời ơi cái con sau em nói là có 102 luôn mọi người. Đây con nào này chị. Chia sẻ like cho em các chị ơi. Này mấy chị. Dạ hôm nay vip lắm luôn các bạn. Con này size 55 kg nhé mọi người nhé. Hôm trước chị chốt được hai con để đợi đơn này đi em nhẹ ok chị. Trời ơi mấy chị này. Rồi con này bán cho mọi người 100k luôn này mấy chị này. Cho chị nào chia sẻ like cho em nha. Đó 100k chốt cho em mã A24 qua vip luôn mọi người ơi. A24 cho em mọi người nha. A24 có đai tay đai ấy luôn này. Trời ơi mọi người không chốt thì chốt con này nữa mọi người ơi. Mã A24 cho em. A24 cho chị Vy Phương này. A24 cho chị Vy Phương lên số điện thoại cho em. Mọi người chốt chắc giúp em nha. Có hàng vụ sau mất rồi ạ. Chị ấn tích comment sau rồi chị ấn tích thôi. Trời ơi em nói cái con đen này đỉnh chót của mày mấy chị. Phải xa cho em. Đây này mọi người này. Dạ mà ở đâu ra có cái kiểu này mấy chị ơi. Không có đâu. Trời ơi mê cho này mấy chị. Trời, con này vip lắm mọi người. Rồi, con này em bán cho mọi người 140k. Đó, chị nào không lấy em để là mang luôn. Vip luôn nha mọi người nha. Forensa cho em 140k. Mọi người nhận về là không tin nó là 140 đâu mọi người. Cái hàng này á, shop khá là bán 300-400 là bình thường luôn. Tại vì cái này là thùng hàng siêu phẩm rồi mọi người. Rồi, Forensa con này chị em nha. 60 kg quay đầu nè. Có lệ thủy ơi, dạ đáng có nha. Chúc em mã A58. A58 130k là 140k nhé. 140k mã A58 cho em. Con này vip luôn nha chị nha. Chị nào nhận về là chị có mê thôi cho em. A58 con đó là mới tinh luôn các chị. Quá vip luôn chị. Mã A58 cho em. Chắc con đó luôn. Không có con thứ hai đâu mọi người. A58 quá vip luôn. 140k con đó là đỉnh của chót luôn. Thôi thì sự bình thường bán cái con đó là 1.200 là chị bình thường. Con này quá rẻ luôn mọi người. Chẳng qua là hôm nay không có tương tác cho nên là em bán rẻ cho mọi người thôi màu nha. Mè. Có chị Vy Phương ơi, màu nhiều lắm. Trời ơi, một xíu nè. Rồi, đây. Em lên con đỏ này. Con này cho em.
140k con siêu phẩm nha các chị ơi. Rồi. Size thì là 55kg cho em con này. Trời ơi mê quá. 55kg cực kỳ mới luôn này chị này. 55kg cho em nha. Cho em mã 13 này chị. Mã 13 cho em. 55kg quay đầu mã 13. Mã 13 nha chị nha. 13. Trời ơi, hàng đẹp vậy mà không có tương tác một xíu nào luôn á chị mấy chị ơi. Chị Thùy Duyên ơi, con màu đỏ là chị Thùy Duyên ơi. Rồi, em lên một con màu vàng caro này mấy chị. Một con vàng caro này mọi người này, vip chưa? Này mấy chị. Trời ơi, mê luôn. Rồi, size chị nào tầm 57kg cho em rồi nha, size L cho em này, 57kg. 57kg. Nãy giờ em lên màu mà chị. 57kg cho em mọi người. Rồi, bán 90k con này luôn nè. Cho em mã B9 nhá. Mã B9 cho em một con caro. Đây. Cực kỳ mới luôn cho em này, mã B9. Mã B9 nha mọi người. Nãy giờ em toàn lên màu mà mấy chị. Rồi em lên một con nâu cho em, giả em một lớp này nè. Màu đỏ B9 đi. B9 cho cô Hằng Vũ. Trời ơi cái con đây này mấy chị. Con này mới tuần luôn á cô Hằng Vũ ơi. Đây, mọi người không lấy thì lấy cái nào nè mấy chị. Dạ em một lớp nha mấy chị nha. Về bán chơi chơi cũng lời, chị nào lấy về bán chơi chơi cũng lời luôn. Tại vì em bán giá này là quá rẻ luôn mọi người. Về mọi người bán siêu phẩm 200 mấy là bình thường luôn nha. Rồi size chị nào 57-60kg cho em con này luôn nha. 57-60kg này. Chốt em mã nâu luôn. Mã nâu 57-60kg chỉ có 90k thôi mấy chị ơi. 90k cho em nha, mã nâu 90. Nâu 90. Mã nâu chị Nguyễn Thu Ly. Rồi em có một con dạng ngắn màu nâu này mấy chị. Đây, nâu chị Nguyễn Thu Ly. Rồi 55-57kg cho em nha. 55-57kg. Chốt cho em mã 57 này. Mã 57. 55-57 ký mã 57 cho em. Hôm nay hàng dạ đỉnh lắm mọi người ơi. Các chị xem like, cảm ơn chia sẻ like với em ha. Rồi em lấy con xanh này chị. Con này cũng là dạ em một lớp luôn cho em. Mọi người không, mọi người có thể bấm chút trang cái bên đó chị ơi. Nè mọi người. Trời ơi. Cái hàng này mà mọi người không chốt thì em cũng biết mọi người chốt cái gì luôn. Có xẻ tà cho em nè mấy chị. Cực kỳ mới luôn cho em nha. Rồi size vậy nào 57kg này mọi người. 57kg cho em. Chốt cho em mã 27 nhá. Mã 27 cho em, cái này là len lông này mấy chị. À dạ lông, quá vip luôn cho em con này. Em chào chị ơi, Mai nha. Mã 27 cho em mọi người. Thay ảnh lại diện hết màu đỏ rồi nè. Quá vip con này luôn. Mã 27 cho em mọi người. Trời ơi, con dạy một lớp nữa. Rồi lên tiếp con này nha chị. Trời ơi. Này mấy chị vip chưa? Con màu nâu này cho em này của vest nha. Bao mới cho mấy chị luôn á mọi người. Bao mới luôn nha. Rồi bo tay cho em này mấy chị. Rồi size chị nào 55-57kg luôn cho em. 55-57kg. Đó có gà nút nha mấy chị nha. Đây con này vip chưa này. Rồi chốt cho em mã 74 này mấy chị. Con này đẹp mới cưng kinh khủng này mấy chị này. Mới xuất sắc luôn cho em. Đây có bao tay này. Mã 74 cho em. Con này quá vip luôn. Lại liền con này cho em đi mọi người. Đâu có gì đầy đủ size á chị Đặng Uyên ơi. Mã 74 cho em. Con này quá đẹp luôn này. Mã 74. Trời ơi 74 thiệt sự chứ bình thường mà có con đây mà chốt thì cũng mừng lắm các chị ơi. Trời ơi, rồi lên con đỏ này. Cái da của em nó đang bự cái gì rồi mọi người. 55-57kg cho em nhá. 55-57kg. Hương Giang. Form chữ A cho em này, quá đẹp luôn. Chốt em mã 200. Không phải em, không phải form mang ôm đâu. Không phải form mang ôm khách. Vừa chị ơi, cái con đó là nói chung là em đọc số ký tương đối thôi, nhưng mà nói chung cái form đó là nó ôm mua form rất là dễ mang luôn nha mấy chị. Rất là dễ mang luôn. Con này chốt em mã 200 này. Mã 200. Trời ơi, chị Linh Phương lại liền con nói đi, con đẹp lắm lắm luôn á. Linh Phương ơi, em chia sẻ like cho chị với.
Đưa đưa em. Hôm nay cái trang nó bị cái gì á? Này chị, em chị nhìn nha, em là 50 kg này. Em là 49 50 kg này. Đó, em mang vô là nó như vậy này chị nè. Đó, mình mang hơi rộng một xíu thôi. Đây. Đây nè chị nè. Đó, mang như vậy là quá đẹp rồi nha. Chị chốt con này đi, tại vì con này nó rất là đẹp luôn này. Cực kỳ mới luôn chị em. Thương tình chia sẻ like với em mọi người hôm nay cái trang này. Cho em mã 74 nha. Mã 74 cho em này. Con này quá VIP luôn. Mã 74. Mã 74 cho em. Ok em. 74 cho Linh Phương. Rồi lên con đây này. Để chị gửi chung có đơn của Ngân nữa, có đơn của Ngân nữa em. Con đó size S size M mang đẹp quá chị ạ. Rồi, con này size M cho em này. Trời đẹp quá, còn đai luôn này mấy chị. Còn đai đít đồ đầy đủ này. Con nói là size S size M. Thiệt sự luôn á mọi người. Con này mà mọi người không chốt thì em cũng biết mọi người chốt cái gì luôn. Tại vì cái bay bị mất tương tác nha mấy chị nha. Cho nên là mọi người chia sẻ like giùm em với nha mấy chị nha. Đây, con này size SM ok luôn. Chị Đạo Nguyên là con này này, nó cực kỳ mới luôn á chị. Xuất sắc luôn. Đó. Trang bữa nay đang bị mất tương tác các chị ơi, mọi người thích trang giúp em nha. Rồi, SM ok cho em con này này. Bán cho mọi người 90k thật sự không có lời đâu mọi người ơi. Cho nên là mọi người tranh thủ mua đây nha, quá rẻ thôi. Em còn một lô, đây là lô cuối cùng rồi nha. Thiệt sự rồi. Lô đây nếu mà nó ra hàng tỷ là chỉ còn một lô đây nữa thôi. Cho em mã 72 này. Mã 72 cho em con này, VIP 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 luôn. Mã 72 nhá. Quá mê luôn này mấy chị. Mã 72. Con 72 chấp xịn lắm mọi người. Mã 72 cho em. Lúc đấy nhiều ngắn quá hả? Hello chị Thu Sang. 10 con rồi. Gieo đi mỗi ngày mặc một con chị ơi. Mua đủ 30 con, mỗi người mặc 1 con nha. Chị Linh Phương ơi, lại con này nè chị. Trời ơi, chị nào hỏi nè. Chị nào hỏi form dài nè. Chị Thùy Duyên nè, Thùy Duyên thích form dài nè. Trời ơi, con này nó đẹp cho nè chị. Thiệt sự luôn. Rồi. Ôi, con này giải ép 1 lớp đó mọi người. 52kg cho em con này. Mọi người biết sao giải ép 1 lớp, chị nhập vô giá rất là cao. Hôm nay dẫn chị em xả lỗ cho hết hàng các chị ơi. Con này chị con đang mặc. Chị con đang mặc em chốt chị đặt nha. 4852 kg. Chốt em mã VIP luôn mọi người ơi. Mã VIP con này luôn. Trời ơi, ai mà bán con này 90k mọi người không bao giờ có. Mã VIP cho em chốt chị đặt yên này. Quá mê luôn. Mua hàng mà được bữa tao ủng hộ cho nên chip nha. Mà cũng áo dạ là hiện tại giờ em chỉ còn một lô tỷ. Chị Linh Phương ơi, đây. Con này này chị này, chị lấy con này đi. Nhỏ nhỏ con này với chị này. Mọi người comment sau rồi. Các chị ơi, mình thương tình mình chia sẻ like cho em. Con này chưa cắt túi cho em luôn nè mấy chị. Túi còn nguyên luôn nè. Dáng bomber thể thao cho em nha. Con này size SM ok. Chị nào tầm 52kg. 52kg quay đầu. Cho em mã phối nè. Mã phối nè, 90k cho em. Trời ơi. Nè, nè mấy chị nè. Chốt liền cái này cho em nha, mã phối. Còn một lô giả tỷ này đó thôi, em cũng không dám nhập hàng nữa đâu. Mã phối quá đẹp luôn chị ơi. Lộ qua mắt luôn á mọi người. Mã phối quá đẹp. Thương tình mỗi người nhận cho em một lúc chia sẻ họ, mọi người có thể thích bài like giúp em nha các chị ơi, để nó nổi bài lên đó mọi người. Rồi lên con này có đai cho mấy chị nha. Lên con này có đai này, giả long luôn mấy chị này. Chị Thủy Vân comment sau rồi, chị Thủy Vân ơi. Đây này mấy chị. Cái con vừa rồi là con bomber á mọi người. Nè mấy chị ơi, có đai cho em nha. Rồi 57kg quay đầu con này cho em này. 57kg quay đầu, một con dạ long qua VIP luôn. Con bomber này em thì chưa bao giờ mà. Rồi cho em mã 01 cho chị nha. Mã 01 cho em. Có cái lô hàng mà nó VIP như bữa nay mà tương tác thê thảm như bữa nay luôn mọi người. Mã 01 cho em này chị. Đẹp quá. Mã 01 để chưa em lên em like. Mã 01 cho em mọi người. Trời ơi, lên con dài này em chị. Nè chị, thiệt sự luôn á. Mẹ không một các chị ơi. Đây nha mọi người nha. Rồi size M cho em luôn. 55kg. M nhưng mà 55kg mang vào ok nè mấy chị. Trời ơi, cái con không một nè. Không có người chốt, em muốn nghỉ like trời. Rồi, chốt cho em mã 88 nè mấy chị.
Của đây thì mà cũng 12, 13 người xem một cái. Mã 88 cho em nha, mã 88. Đẹp quá. Của chị Đặng Uyên á, chị Hoàng Hương Hoàng ơi, chị có nghe sau á. Mã 88 cho em. Có con Lan Lan ơi, em lựa thêm một chiếc nữa rồi, chị xếp hàng đâu cho. Con này quá mê luôn em. Lan 88 chị Ấn Tuyết này. 88 cho chị Ấn Tuyết. Còn một lô tỷ này nữa thôi mọi người. Nên các chị cố gắng tranh thủ chốt cho em này. Trời ơi, em lên con caro này chị. Mọi người chốt á, vô inbox thì chỉ giúp em nha chị nha. Trời ơi, cái con caro này hàng xi mỗi người một mẫu nó có một con thôi chị. Này với chị, đẹp quá. Rồi, size 57kg, 60kg quay đầu cho em cái này nha. 57-60kg này, chốt em mã caro luôn. Caro 57-60kg. Mã caro cho em. Thực sự mua xong cái lô hàng đây là cũng không có hàng tuyển để mọi người lượng hàng tuyển đâu các chị ơi. Cho hết hàng rồi mọi người. Mã caro cho em. Mà hôm nay cái trang của em thực sự là nó đang bị gì nên chắc đang bị đau rồi. Rồi em lên con dạng ngắn này, chị nào hỏi em này. Lan ơi, chia sẻ like giùm chị với Lan ơi. Trời ơi, con này đẹp quá. Chia sẻ like giùm chị với, hôm nay trang nó đang bị cái gì. Rồi, size 48-52kg quay đầu cho em nha. 48-52kg quay đầu. Trời ơi, con này quá mê luôn mấy chị ơi. Màu hồng này, cổ phối long cho em. Dạ, này. Ok, chúc chị rồi. Em chúc chị rồi, chị Đặng Uyên ơi. 48-52kg cho em mọi người nha, đẹp quá. Rồi, chốt cho em mã 57 nè mấy chị. Mã 57 cho em. Mã 57, quá VIP con này luôn mấy chị ơi. Mã 57 nè. Trời ơi là trời. À còn lên mấy con dạng ngắn đi. Con hồng nào nữa? Con hồng này chị. À 57 hả? Linh Phương ơi, mẹ 57 chị. Rồi lên tiếp một con ơi, dạng ngắn màu xanh. Trời đẹp quá này chị ơi. Mê ly luôn mọi người. Em áo dạng hôm nay đổ mới ra 90% trở lên. Chị Linh Phương lại con này luôn nè chị nè. Lại mấy con về để dành mang. Tại vì 90k rất là rẻ luôn. Không bằng mọi người mua một cái của shop khác cho mấy chị. Thiệt sự luôn á. Rồi size SM cho em nha. 48-52kg cho em con này luôn. 48-52kg cái con này nó cực kỳ mới luôn nè mấy chị nè. Đó em dơ gần cho mọi người coi luôn nha. Còn một lô tỷ này nữa thôi mọi người ơi. 48-52kg nè. Chốt em mã 63 nhé. Mã 63. Chị có con bomber phối lúc nãy hả? Đẹp quá. Ok chị, trời em nói thiệt chứ hôm nay cái trang bị gì vậy mọi người chứ thật sự. Mã 63 cho em. Chị Lê Hương ơi, chị chốt con này phải không chị ơi? Mã 63 quá đẹp luôn. 63 chị Đặng Uyên. Đẹp hôm quá. Nay hàng nó VIP lắm các chị ơi. Mấy chị mua đây về để dành mang, mình mang qua năm này qua năm khác luôn mọi người. Tại vì thiệt sự là bên em bán quá rẻ rồi mọi người ơi. Hàng khu kiện mà bán cái này thì có lỗ banh mắt luôn này mấy chị. Rồi con bomber này chị nào lại chốt cho em nè. Con này là bao mới cho mấy chị luôn nha. Rồi 52 cái quay đầu, con này size SM. Siêu mới luôn. Ok, chốt con này cho chị nè. Chốt em mã 2 màu. Mã 2 màu cho em. Con này chị tỏ lắm chị lên ơi. Mã 2 màu. Lấy con dài 75kg hả? Đây, lấy một con siêu phẩm size to cho mọi người nè. Chị nào size to này mấy chị. Hai màu chị Lê Hương. Đây. 70-75kg. Trời ơi, con này thiệt luôn không VIP không là tiếc mọi người luôn này. Đó, con này em bán cho mọi người 100k thôi, thêm em 10.000 thôi nha mấy chị nha. Một con siêu phẩm phối nè mấy chị này. Đó. Dạ, hôm nay nó VIP lắm các chị ơi. Đẹp lắm luôn mọi người. Đẹp mê luôn nha mọi người nha. Cho nên là mọi người cứ yên tâm mà chốt thôi. Đây. Đó, 70-75kg này. Có siêu phẩm, có caro, từ từ em lên cho này. Quá VIP luôn này mấy chị. Rồi, chốt cho em mã A40 nha. A40 con này bán 100k mấy chị. Con này còn lót lông 100 nữa đi. Trời ơi, quá VIP luôn. Ok chị. 70-75kg, mã A40 cho em. A40 chị phải hoa mai. Trời ơi, có 100k mấy chị, ở đâu ra em tìm cái này. Không bao giờ có đâu chị. Làm gì quá chị ơi, làm gì quá. Chị có like ngày hôm nay. Ôi, cái con này lót lông bên trong á chị Phạm Hoa Mai ơi. Trời ơi, chị Phạm Hoa Mai like con đó về là chắc em phải gửi hàng chị trước để chị mặc mùa đông nè. Mang ngủ không cần đắp mền luôn mọi người. Con là quà VIP. Trời ơi, lên con caro này mấy chị. Rồi, con này bán cho mấy chị 100k luôn nhá. Tại vì mấy con này rất là hiếm luôn này mấy chị. Đó. Rồi, size chị là size SM cho em. Đây, chị nào thích dáng dài size SM là con này cho em liền.
quá VIP luôn. Rồi thêm 10.000 nữa chị ơi, 100k nha. Như chị. Đây, đẹp quá. Cho em mã A17 nè. A17 cho em, mê ly luôn. Trời ơi, con em thiệt. 100k nữa chị ơi. Không, con nói đây. 100k là không tìm ở đâu ra đâu bác chị. Không có đâu mấy chị ơi, thề luôn, không hề có. Đẹp mê. Con nói là mọi người tìm không có ra cái giá đó đâu bác chị ơi. Cứ mua thử đi, bữa sau mà hỏi em ơi còn hàng đó không có hàng ở đâu mấy chị ơi, thi sự luôn nha, không có hàng ở đâu. Em la lô đây là hết lô rồi đó, hết dạ đẹp rồi đó. Dạ rồi. Trời ơi chị đang thích dài này, size SM này. Sao mà A17 rồi các chị ơi. Trời ơi con này thiệt sự luôn. Nè chị, form dài này, màu kem này, có túi này. Đó, mê chưa? Vip luôn, dạ em một lớp cho em con này nha. Rồi sao vậy nào, 5253 kỳ con này chị em. Mọi người comment sao mà A17 rồi các chị ơi. Mê ly luôn mọi người ơi, 5253 kỳ cho em con này. Mê chưa, dáng dài nè mấy chị. Đây, cái này chị nào đi làm công sở mang đó, lịch sự luôn này. Mang cho em đôi bốt nữa nè, siêu đẹp. Cho em mã 77 nhá. Mã 77 cho em, bán cho mọi người 90k luôn con này nhá. Mã 77 cho em đó. Chị comment đầu tiên đó chị Nguyễn Thu Linh. Chị comment đầu tiên xong rồi tới chị Thu Sang nè. Rồi tới chị Phạm Hoa Mai, rồi tới chị Lê Hương, chị Thu Minh comment cuối cùng. Rồi lên con này chị em, con này là sập sập nhé. Sập sập cho em nhé chị nhá. Màu xám này. Trời ơi đẹp quá. Rồi size 55-57 kỳ cho em con này. 55-57 kỳ nhé chị nhá. Đây gà lúc lại cho em 55-57 kỳ. Rồi 90k con này luôn. Chốt cho em mã 19 nhá. Như có túi hay sao chị ơi. Mã 19 cho em, có túi á chị. Có túi mã 19 nhá. Mã 19 cho em này, 55-57 kg. Quá đẹp luôn. Mã 19 cho em. Mã 19. Còn một lô VIP này nữa thôi mọi người. Mã 19 nha mấy chị nhá. Thì cái giá ép một lớp mà bán cái giá đây là nó rẻ nhất cái quả đất này rồi đó mọi người. Mã 19 cho em. Rồi lên con đỏ cho mấy chị này. Ủa cái con này em lên chị em. Chưa chị, chưa. À. Rồi con này chị làm freestyle cho em nè. 60-62 kg nè. Cho em mã đỏ luôn nha. Mã đỏ 60-62 kg. Đỏ 60-62 kg. Rồi lên tiếp con này cho mọi người nè. Một con dạ long rồi nè. Đây nè chị. Rồi 60-65 kg luôn cho em con này nha. Chốt cho em mã long. Mã long 60-65 kg mã long. 60-65 kg mã long cho em. Mã long. Con long nó mới tân tuần đúng không mọi người? Ủa cái chị làm này chưa 75 kg à? Còn cái size 75 kg mà. Mã long chị Trần Hường. Trời ơi con này chị, con long này biết lắm chị Trần Hường ơi. Rồi con này giờ có túi ở trong này mọi người này. Con này là siêu mới. Trời ơi cái con này là sao mà nó mới dữ vậy này mấy chị này. VIP chưa? Rồi, size gì nào 60-65 kg cho em con này nha. 60-65 kg này có xẻ tà ở sau. Trời ơi bao mới cho mấy chị luôn á. Chốt em mã 05 nha. Mã 05 cho em. Qua VIP luôn. Mã 05 này mấy chị. Mới tưng tưng này mấy chị này. Có hai túi cho em nhé. Mã 05. Chị nào 60-62 kg là con này liền đi mấy chị ơi. 60-62 kg. Mẹ 05 các chị ơi. Mẹ 05 chị em. Mới tân luôn con này là phải nói là siêu mới đó mọi người ơi. Rồi em lên con màu cam giống chị này. Con 05 nó mới 99.9% luôn mọi người. Con này lót phao ở trong giống chị nha. 05 cho cô Lan chơi. Lót phao ở trong cho em. Con này là màu cam giống chị nha, màu cam. Đó. Rồi, size 55-60 kg cho em con này nè. 55-60 kg. Đó, màu đẹp quá nè chị. Rồi cho em mã cam luôn. Cam 55-60 kg. Mã cam 55-60 kg cho em nha. Rồi lên tiếp một con màu vàng này. Có phải dạ lông không em? Không phải chị ơi. Đây nè chị. Cho cô Lan chơi nè. Trời đẹp quá. Mấy chị ơi quá rẻ luôn mọi người ơi. Đây. Ủa con màu vàng xịn sò lắm ạ. Siêu mới luôn này mấy chị. Rồi size chị là 53 kg cho em quay đầu nha. Con này size SM ok. 53 kg quay đầu. Chốt cho em mã 17 nhá. Mã 17 cho em này. 53 kg quay đầu mã 17 cho em.
Mã 17. Mã 17 các chị ơi. Quá đẹp. 17 với chị Đặng Uyên. Chị Thùy Thùy Mân comment sau á chị Thùy Mân ơi. Rồi lên con bomber này nè chị. 17 các chị Đặng Uyên này. Bomber màu xám. Con bomber màu xám, size chị nào 60 kg quay đầu cho em nhé. 60 kg quay đầu màu xám đấy. Con này có 2 túi cho em. Đó, 60 kg quay đầu. Rồi. Cô Lan Chi comment sau rồi cô Lan Chi. Cho ơi. Em mã A9 nhé chị nhá. Mã A9 cho em, quá VIP luôn. Em mã A9 này nó độ mới từ 90% trở lên các chị ơi. Mã A9. Mọi người mua khỏi cần suy nghĩ luôn ha. Mã A9 cho em. Trời ơi lên con này nè chị. Theo này, VIP luôn này, màu xanh đen cho em mọi người nha. Size 165. Size 165. Mày có đâu đầu vậy chị? Trời màu xanh đen nè chị. Trời. VIP chưa? Theo cho em nha mọi người nha, theo nha. Theo chứ không phải giãn đâu mấy chị ơi, theo nha. VIP luôn. Rồi, size chị nào tầm 55 kg cho em con này nè. Mê chưa? 55 kg, chốt em mã theo luôn nha, mã theo. Quá VIP con này luôn. Trời ơi. Mã theo cho em nè mấy chị. Theo các chị ơi, con theo siêu mới luôn các bạn ơi. Mã theo cho em. Con theo nó xịt xòa làm sao. Rồi lên cái này size M cho mấy chị này. Nó lót ở trong này mọi người. Mã theo cho cô Lan Chi. Đây. Rồi, con này size SM cho em nha mọi người nha. SM thôi. Chị nào tầm 48 tới 53 kg quay đầu cho em con này nè. 48 53 kg. Rồi chốt cho em mã 90 nhá. Mã 90 cho em này. 4853 kg mã 90 cho em. Mã 90 cho cô Lan Chi nè. 4853 kg. Rồi em đem tiếp con giả long nè. Trời ơi mọi người nè. Đây này mấy chị nhìn long nè. Con theo này xịn xò luôn á. 90 chị Đặng Uyên. Trời ơi vít tiền vịt luôn. Long nha mấy chị nha. 90 trước chị Đặng Uyên nè. Trời ơi lạnh quá mấy chị. Mang cái này vô là nhức nắp luôn này mấy chị này. Đó. Đẹp quá mọi người. Đẹp mê luôn mấy chị. Lại liền con này cho em nha. Nó chắc lắm. Nó cực kỳ xịn luôn cho em. Long này mấy chị. Các chị theo Mai Thương Tình. Theo chị Vây Phương sau rồi. Đây này mấy chị. Rồi size 55 kỳ cho em nha. 55 kỳ này. Cho em mã long đây mọi người. Trời ơi. 1m56 chị ơi. Con long này mấy chị. Thiệt dạ, sợ luôn. Dạ, nó màu sáng không hả? Để từ từ em coi thử có con. Quá đỉnh chóp luôn. Mã long cho em. Mã long. Nhìn các em thật nhiều giờ nhiều cái tủ mà thấy thương. Nhìn cái tủ mà thấy thương. Cái con nói là chỉ có mê thôi mấy chị ơi. Tại vì hàng đẹp quá chị ơi, tranh thủ chốt này. Mã long cho em mọi người nha. Sao chị không thấy sao chị không thấy con của chị Vi Phương này? Trời ơi, nè, chị nào mới hỏi em con long màu sáng nè mấy chị. Nè, long màu sáng nè, chị nào. Kỳ vậy ta. Mới hỏi em. Cảm ơn chị Ánh Tuyết đã chia sẻ like này. Bên máy của chị nó bị ẩn. Con này size M nha chị nha, size M. Trời ơi, một con long màu xanh. Thiệt sợ luôn, ai bán cho mọi người con này. Thắt ai vô lại cũng thấy luôn này. Sao lạ ta. Quá là nản. Đây này chị. Long. Chị Vi Phương có phải long hả? Đây. Long cho chị Vi Phương hai cái cho đủ đơn này. Chị Vi Phương lại có này hả chị? Long xanh hay là long đen? Em cũng vừa like một con long luôn á. Chị Vi Phương có con long xanh hay long đen? Trời ơi, 55 kg quay đầu cho em con này. Mê quá. Con long đen ơi, 99,9% đó mọi người. Thật sự luôn cái con long xanh này quá VIP luôn chị. Hàng hôm nay độ mới là 90% trở lên là mọi người khỏi còn suy nghĩ con long xanh hả? Rồi, ok chị luôn. Long xanh cho chị Vi Phương nè. Chị Thu Minh, chị Lê Hương còn bên sau. Chị Vi Phương ơi, chị inbox qua cho em luôn nha. Chị được hai con rồi nè. Rồi, lên một con xanh rêu nè chị. Mà không thấy hiện chia sẻ. U này nó bị sao ấy chị bạn Hoa Mai ơi, nó không lên nổi tương tác luôn ấy chị. Chưa bao giờ mà cái trang mà nó thê thảm như bữa nay luôn á. Em bao lỗi từ cái nút chị Vi Phương ơi. Bây giờ em like nó có thể mất nút nhưng mà xíu nữa trước khi đây đơn là bên em kiểm lỗi rồi mới đây nha mấy chị nha. Bên em làm lỗi kiểm lỗi rồi mới đây cho mọi người nha. Rồi lên con này 60 70 kg cho em này.
60-70 kỳ nha. Đó, rồi cho em mã rêu. Rêu 60-70 kỳ. Dạ, chuyển khoản tài khoản của sai cũng được chị ơi. Ủa? Chắc chị đi cùng mua hàng bên em á. Em cũng nhớ. Chị cứ nhắn qua cho em đi, rồi xíu nữa em gửi số tài khoản của chị qua cho. Số tài khoản mà chị chuyển á, tí nữa em gửi qua cho, rồi chị chuyển. Đây con lên Facebook nó bị cái gì ấy, con nâu này cho em. Trời ơi, nè chị, lại liền cho em con này nha. Đẹp mê luôn nè chị này. Chưa bao giờ mà tương tác nó thê thảm. Đẹp quá, tay bồng cho em nha mọi người nha. Rồi size chị nào 55 kỳ quay đầu. Trời con này cưng quá nè chị ơi. Con này mới cài cột ra nàng ý. Đây mọi người, đẹp quá này. Rồi 55 kỳ quay đầu cho em con này. Mê luôn nè mấy chị. Tay bồng siêu cưng luôn cho em nha. Rồi cái này mọi người chốt cho em mã 35 nhá. Mã 35 cho em. Tưng quá à. Chị ơi. Mã 35. Ui cái con lông đen này nó mới như vậy mà tại sao mọi người không chốt mọi người ơi. Mã 35 cho em. Trời ơi lừa lên con này tiếp. Mã 35 các chị ơi. 35 chị Dương Thị Thu Hoa. Đây này mấy chị. Rồi size 60 kg cho em con này nhá. 60 kg quay đầu. Đây có túi cho em nha mọi người nha. 60 kg quay đầu. Bao mới cho mấy chị luôn đó mọi người. Rồi chốt cho em mã 70 nha. Mã 70 cho em. Mã 70. 90k quá rẻ đó mọi người. Em bao giá toàn Facebook cho mọi người luôn nha. Nói hàng siêu phẩm thì 70 chị Nguyễn Hiền. Trời lên tiếp con nâu. Con lên chơi. Con nâu một lớp nè chị. 70 chị Nguyễn Hiền nè. 5557 kg. Chốt cho em mã vét. Mã vét 5557 kg. Mã vét cho em 5557 kg. Nè chị. Lên con này còn mạc luôn này. Viết chưa? Đây là mua con này là giống như mọi người đi mua hàng mới luôn này mấy chị nè. Đây này chị. Đây. Con này size S cho chị nha. Nhưng mà chị là 52 kg vẫn ok này mấy chị. Chưa cắt túi luôn này. Túi còn nguyên luôn cho em nhá. Màu đen dơ cả là nó hơi bị chói mọi người. Rồi 52 kg quay đầu cho em. Cho em mã mới này mấy chị. Mã mới nhá. Mẹ mới cho em size 52 kg quay đầu cho em nha mọi người. 52 kg mẹ mới. Nguyễn Hiền lên số điện thoại cho em chị Nguyễn Hiền ơi. Trời ơi này mấy chị. Mẹ mới cho cô Lan chơi nè. Chị Nguyễn Hiền lên số điện thoại cho em chị ơi. Này mấy chị. Còn mạc luôn nè. Một con caro phong crop top cho em. Con mới còn mạc luôn. Trời ơi đẹp quá. Này mọi người ơi, chị nào thích mang phong ngắn thì lại con này liền cho em nha. Siêu mới luôn nè. Rồi size chị size 53 kg quay đầu cho em con này nha. 53 kg. Em có chị. Nhưng mà nãy giờ không ai nói gì hết. Đây mọi người nha. 53 kg cho em nè. Chốt em mã caro luôn đi. Caro. Đây này mọi người. Trời ơi con mạc mấy con này siêu cưng luôn cho em nhé. Caro. Caro cho chị Đặng Uyên. Con caro là đẹp quá chị Đặng Uyên ơi. Rồi tiếp một con caro dạng cho mình. Comment sau chị Dương Thị Thu Hoa comment sau rồi. Các chị comment sau rồi mọi người ơi. Đây mọi người ơi. Rồi 60-65 kỳ chị em. Chị ơi chị cho em sai số điện thoại rồi chị ơi. Cái gì mà 848 không chưa thấy hay là 0484 sao nhiều vậy thì... sao nhiều số vậy ừ, rồi cái này chị Nguyễn Hiền kiểm tra lại số điện thoại giúp em nha. Số chị cho bị sai rồi kìa. Rồi cái này cho em sai chị nào 60-65 kỳ này chốt cho em mã 22 đi mọi người. Mã 22 con caro này thích lắm mọi người, nó mới kinh thích à. Mã 22 cho em mọi người nhé. Mã 22. Trời ơi, rồi lên con rêu của em có hàng chị. Nó nhỏ quá hỏi em nói to lắm luôn á chị. Mọi người trời ơi nè mấy chị ơi. Mã 22 cho cô Lan chơi. Trời ơi vip vim vip luôn nè mấy chị ơi, con này nó đỉnh chóp luôn, đẹp quá. Cho cô Lan chơi nè. Rồi con này em bán cho mấy chị, cho em xin thêm 10 ngàn nữa nha mấy chị nha.
Con này bán 1 sỉ thôi nè. Trời ơi, bằng người ta bán 200-300 luôn á mọi người. Đẹp quá. Rồi 100k con này cho em. Size chị là size 52-53 kể quay đầu này. Mê cho mấy chị ơi. Chúc link con này cho em nha. Đẹp quá. 100k thôi mọi người nha. Con này quả VIP luôn này, cực kỳ mới luôn. Cho em mã A46. À 0917. A46 cho em. Quả đẹp con này luôn này mấy chị. Thiệt sự luôn, nó mới tân luôn này. Dáng dài cho em. Cho số điện thoại nó hoàn toàn khác nhau với chị. Ấy là chị cho thêm một số nữa. Không, nó khác luôn. Nó không có cái vô số nào, nó giống số nào hết trơn á. Thì 0917 này chị. Ấy là số này là một số, còn cho thêm số này nữa. À. Rồi mà A46 cho em một số nữa hả? Rồi ok chị. A46 chị Nguyễn Hiền. Trời ơi con này. Mọi người chốt chắc giúp em nha, tại vì em bán là quá rẻ đúng chị ơi. Em dự bị chị Lê Hương. Không lời lãi gì đâu mọi người ơi, thiệt sự luôn á. Tại vì dài dài không có ai bán giá đây đâu các chị ơi, thiệt sự luôn. Chị có mua bên em rồi. Dạ, dạ cảm ơn okay, chị Nguyễn Hiền này. Trời ơi con vàng này chị này. Các chị ơi nhận hàng xong mọi người ơi, bữa sau mà hỏi em ơi còn hàng đó không? Không còn đâu. Không có đâu mọi người ơi, hôm nay là em lên một live dạ tuyển cuối cùng nha mấy chị nha. Dạ tuyển cuối cùng để mọi người tranh thủ chốt cho em một cái like này nữa nè mấy chị này. Đó, con này VIP quá luôn. Rồi size chị nào 55 cái quay đầu cho em con này. Cực kỳ mới luôn này mọi người ơi, 55 cái quay đầu. Chốt cho em mã A20. A20 cho em. Do cái trang nó đang bị mất tương tác đó mọi người nha. Mã A20 cho em này. Mọi người chia sẻ like xem like thì thương tình bấm cho em một nút chia sẻ các chị ơi. A20 cho em mọi người. A20 chị Nguyễn Hiền. Em bao độ mới nên mọi người khỏi phải lo nha mọi người ơi. Trời ơi này mấy chị. Một con ở trong là da lộ lắm luôn á mọi người. Này mọi người. Trời ơi toàn là giả ép không mà mấy chị ơi. A20 chất chị Nguyễn Hiền. VIP quá luôn này. Đó. Rồi size chị nào tầm 57kg cho em con này nha. 57kg đẹp quá. Cho em liền mã rêu. Mã rêu 90k không chị. Mọi người chốt cái này về. Về mặc được quanh năm luôn cho em nhá. Nói chung là bốn mùa xuân hạ thu đông mọi người đều mang được luôn này. Mã rêu cho em đẹp quá. Mã rêu. Trời ơi lên nha mọi người. Một con siêu phẩm lông đỏ này mấy chị nè. Nè mã rêu các chị ơi. Con rêu này là mặc quanh năm nhé mọi người. Một con siêu phẩm dạ đỏ cho em nữa nha mọi người nha. Size M. Size M luôn cho em. Trời VIP quá. Em mấy chị. Đẹp chưa? Size M nha. Lông cho em. Quá VIP luôn con này nè. Mới gần như 100% luôn rồi mấy chị. Rồi size vậy nào 52-53 kỷ quay đầu cho em con này. 52-53 kỷ. Đẹp mê luôn nha mấy chị nha. Rồi cho em mà A50 nè. A50 bán cho mọi người 90k luôn. Chị nào hỏi dạng hẳn nè. Đẹp, đẹp đẹp đẹp. Chị Đặng Liên chị cầm bữa nay chị cầm ven lụi rồi. A50 cho chị Lê Hương. A50 đẹp lắm chị Lê Hương ơi. Trời ơi tí một con phối hai màu này với chị. Nay chị Đặng Uyên thằng con này có khóa kéo cho em nha. Chốt vào luôn rồi. Đẹp quá. A50 chị Nguyễn Mai Nguyễn Mai Nguyễn. Đây này với chị. Rồi size 57 cái quay đầu. Chốt em mã màu. Mã màu 57 cái quay đầu cho em. Mã màu 50 trước thì Mai Nguyễn ơi, chị Đặng Liên ơi, em chuẩn bị cho chị nhá. Rồi tiếp con đỏ long rồi nè chị. Có hàng bên em như có đi hàng này. Chị Mai Nguyễn ơi, chị nhận hàng được bên em chưa? Đây này mấy chị. Con này là tay hơi lợ lợ cho em nha, của vét. Đó. Các chị ơi, cái đơn nào mà mình lâu nhận hàng quá mọi người inbox qua cho em nha để em kiểm tra đơn nhá, nhiều lỡ nhiều khi nó bị lạc. Rồi 55 kg. 55 kg. Chú em mã 54. Con này cũng là giả ép nha chị nha. Giả ép cho em này, mã 54. Con này mới quá. Mã 54 cho em. 4 5 ngày mà chưa nhận được hàng mọi người inbox qua cho em để kiểm tra đơn nha. Em cảm ơn chị Mai Mai này. Bởi vì đơn nó quá tải nhiều khi em không biết là. Rồi lên con này luôn. Được hàng chưa? Chị không được á chị Đặng Uyên ơi. Rồi con này size S cho em nha. Size S cho em thôi mọi người ơi. Size S. 48-50kg này. 48-50kg. Rồi cái con này giả ép một lớp nó xịn sò lắm mọi người. Chốt cho em mã 16. Con này là giả ép một lớp cho em mã 16 nha chị nha. Size S. Chất đẹp lắm luôn á. Mã 16. Em bán giả ép một lớp mà bán 90k là nó thịt lỗ văn lắc luôn á mọi người. Rồi lên con 16 chị Thủy Vân. Vét caro này chị. Nãy giờ chị Thủy Vân tội ghê không chốt được luôn mà. Trời ơi đẹp quá. Này mấy chị. Buổi sáng cho chị Thủy Mân. Cái con này là bữa sau chị Thủy Mân ơi.
nhận hàng về là nhớ cho em một lời đánh giá nha chị nha. 52-53 kỳ cho em con này nè, nè chị, rất là mới luôn nha. Rồi chốt cho em mã 15. Mã 15, 52-53 kỳ. Có hàng bên em rồi đúng không chị ơi? 52-53 kỳ. Mã 15 cho em rồi. Mã 15. 15 cho chất chị Lan Nguyễn. Con này phối 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 gì ta? Em nói phối. Hàng hôm nay không đẹp khỏi lấy tiền đó. Phối phao ở trong. Con này họa tiết rất là đẹp luôn này chị. Trời ơi, Lan mang cái áo vô. Chị Lan Nguyễn ơi. Đây này chị. Đó, đẹp quá. Rồi size 55-57 kg. Cái này tầm size L cho em nha mấy chị nhá. Size L cho em 55-57 kg. Em không có like app đâu cho nên mọi người nhìn áo size là về nhận hàng y chang vậy luôn nha. Em đang like iPhone không mọi người ơi? 55-57 kg cho em mọi người. Like iPhone là xấu nhá. Cái nhiều khi cái ở trong hình nó còn không đẹp, không đẹp bằng ngoài. Rồi con này mọi người chốt cho em mã 64 này. Mã 64 cho em. Trời ơi, con này VIP luôn. 64. Con này lót phao ở trong nha chị nha. Mã 64 này. 64. Quá đẹp, 90k quá rẻ đúng không chị này. 64 chị Nguyễn Hiền. Rồi. Chị Hiền. Em có con long nữa nè chị. Đây, con này size chị nào size 52 kg quay đầu cho em. 52 kg quay đầu long nè chị này. Chị Đặng Uyên đâu rồi, long đây. Chị đang thích long thì lại con này đi không chị? Chị Phạm Hoa Mai thích đây. Long. Mà chắc Phạm Hoa Mai đi làm rồi. Chị rồi, làm 52 kỳ quay đầu nha. Chốt em mã A30. A30 cho em, con này có đai tay nè chị nè. A30 nha chị nhá. Mã A30 cho em. A30. A30 các chị ơi. Rồi lên con caro nè chị. Trời ơi, lên một con siêu phẩm caro. Sai lời. A30. Lông này xấu. A30 chị Lê Hương. Khổ ghê á. Cái con lông này chị ơi, chị nói thiệt chất là em bao chắc luôn á. Trời ơi, con rồi con này bán cho mọi người cho em xin 10.000 nha. Lông mịn á, không phải là lông ngoài đâu. Rồi vô mịn lắm luôn. Rồi cho em xin 10.000 con này nha mấy chị nha. 100k. Trời ơi, quá VIP. Bao rẻ cho mấy chị luôn này. Rồi sai chị nào 53 kỳ quay đầu. Con lông này là lông thích rờ luôn á chị. 53 kỳ quay đầu. Chốt em mã 53. Mã 53. Trời ơi con này nè chị. Em ơi con 16 của chị hả? Mẹ chị chậm quá. Đúng rồi á chị ơi. Quá VIP con này luôn nè. Chị chốt được cái con lông này lông mượt mà chị ơi. Mã 53. Con đó là lông mềm nha chị nhá. Hầu hết lông là nó mềm lắm, đẹp lắm mấy chị nha. Lông cứng đâu chị ơi. Không phải lông nhím đâu mọi người. 53 chứ chị Lê Hương, chị Nguyễn thì còn về sau. 100k, trời ơi, con nó quá VIP luôn mấy chị ơi. Lông ngắn lại xùi. Lại chị. Con đó không phải là lông nhím, nó cứng cứng đâu mấy chị nha. Con đó là lông mềm. Cái con lông đó là em bao mịn đó chị Lê Hương. Rồi con này cho em. Size chị nào tầm 55-57 kg nè. Chốt em mã phối. Bán 90k luôn. 55-57 kg mã phối đi. Hello chị Thu Sang. Đồng giá 90k đây này mấy chị ơi. Rồi em lên một con rêu VIP cho mọi người luôn nha. Một con rêu VIP luôn này. Có size to không bạn? Có chị Nhung Leo chị. Đây, to, chị Nam có thích cái con siêu phẩm trên tay này với chị này. Rai rêu lên cho mọi người một con rêu hiệu này. Đây, hiểu chị, đẹp chưa? Chị Hương ở 80k em, hai cái mà chị Vân ơi. Chị Nguyễn Hương cậu đúng không? Rồi size chị là 55-57 kỳ chị em. 55-57 kỳ nha, một con rêu hiệu này với chị. Rồi chốt cho em mã 206. 206 cho em. Có thì chị Đặng Uyên ơi. 206 cho em mọi người nha. Mã 206 quá đẹp luôn này. Chị Dung Lê ơi, chị size bao nhiêu chị ơi? Size 206 chị bao nhiêu ký để em lựa cho nè. Mã 206. Size to nhiều lắm các chị. Trời ơi này mấy chị tiếp này. Siêu phẩm toàn siêu phẩm không à mấy chị ơi. VIP luôn á. Tranh thủ chốt đi mọi người. Trời ơi. Nè, chị Đặng Uyên đâu rồi? Lấy liền con này cho em nè chị Đặng Uyên ơi. Rồi xin cho mọi người cho em 10.000 nữa thôi nha. Đây. Em nói thiệt trên bán cái hàng siêu phẩm mới bán 100.000 là mọi người biết là nổ bắn mắt. 100k cho em con này nha. 100k quá VIP luôn. Size vậy là 50 kg quay đầu. Trời ơi, con này size S cho em chị nha. Chốt em mã A50 này. Trời ơi cái con này nhận về là chỉ có mê thôi chị nha. A50 cho em quá VIP. A50 chứ chị Đạp Uyên 100k. Trời ơi quá vậy luôn.
chị là có luôn. Đây 50 chị Đạp Uyên, chị Thu Minh comment sau rồi chị Thu Minh ơi. Trời con, em lên con lông trắng này. Con siêu phẩm đẹp lắm á chị ơi, cứ bình tĩnh từ từ. Chị nào con, chị nào nhanh tay thì được con này nha. Chị nào nhanh tay thì được. Trời ơi, một con lông. Đây này mấy chị. Lông trắng. Em dơ ra là nhiều hồi nó cái màn hình nó bị chói á mọi người. Là nhìn nó không đẹp nha. Nhưng mà nhận hàng về là mọi người mê luôn cho em này. Con tay bồng lông này, màu trắng đó mấy chị. Rồi size 53 cái quay đầu luôn. Chị Thu Hoa comment sau đó chị Hoa ơi. Cho em mã 78. Mã 78 cho em. Mã 78 mọi người. Mã 78 90k. Con này màu trắng đẹp lắm luôn. Mã 78 cho em. Mã 78. Cô xem lại mã 206 dạ ok cô. Có dáng kẻ 78 với chị Trần Lê. Có kẻ 20, 20. Trời ơi, cái con 206 đây, chị nào lấy là chốt liền cho chị em nha chị nha. Sau lúc rồi nè. Đây. Mã 206 cho em. Đây này chị nào hỏi mã 206 này. Quá đẹp. Rồi, con này bán cho mọi người 90k nha chị nha. Chị ơi, em nói to lắm luôn á chị Thu Hoa ơi. Cho em mã 206. Chị comment sau. Rồi, trời ơi. Siêu phẩm đây nè mấy chị nè. Con nói mã 206 cô Lan Chi ơi. Con nói siêu mới luôn á. Rồi, con này là giả ép luôn nha mấy chị nha. Giả ép luôn nha. Mọi người em bao chắc từng cái các chị ơi, tại vì cái này là đã tuyển từng cái một rồi mọi người. Nên là mới tin kích luôn. Rồi, size 60 kg quay đầu này. Bán cho mọi người 90k con này luôn nha. 90k luôn. Con caro này. Mã gì mà nó không được đẹp lắm. Cho em mã 82 này, mã 82. Đó. Giả ép cho mấy chị nha, mã 82 cho em, bán 90 cho mọi người luôn này. Mã 82. Mã 82 các chị ơi. Rồi con này size to này, ai thích size to lấy con này này. 82 cho chị Trần lên. Rồi lên tiếp một con lông nữa này mấy chị. 82 cho chị Trần lên. Đây. Một con lông màu vàng, phối tay với cổ là viền trắng cho em mọi người nhé. Đẹp quá. Rồi 55 kg con này cho em nè. Cái này là có đai ở dưới nha chị nha. Đây này mọi người gài cái đai ở dưới này. Em ơi, chốt đơn cho chị Tuấn Anh chơi Liên Nguyễn này em. Chị ơi, inbox con cho em chị Liên Nguyễn ơi. Chốt em mã 27 nha chị em đi. Mã 27 cho em nha. Trời ơi, bao viết cho người luôn này. Mã 27 cho em. Ở tối hôm qua chị lựa khăn toàn hả? Thì cũng là khi mất đi nghe em. À rồi ok. Chị nhắn tin qua cho em. Thì rồi em chốt cho chị nha. Rồi lên con này size L. 57kg. Đây này mọi người. 57kg. Cho em mã khóa. Mã khóa 57kg cho em. Cái con phong ngắn này là được rất gây rồi. Mã khóa 57kg. Rồi lên con thể thao nè chị. Mã khóa các chị ơi. Size 52kg nhé chị nha. Cho em mã thể thao. Đây này phía sau có hình nè chị. Phố thể thao cho em. Mã thể thao. Đồng giá 90k nha mọi người nhé. Mã khóa 57kg à. Khóa là bao nhiêu kg em? Size L á mọi người. 57kg. 57kg mang vừa á chị. Chị Liên Nguyễn ơi. Chị Liên Nguyễn là Facebook Nguyễn Hiền hả? Chị Liên Nguyễn ơi, size cái con 57 là mã khóa là chị dốc con đó hả? Size của con kia phẩm chị. Rồi lên con lông nữa này mấy chị. Đây mọi người. Rồi 55-57kg nha, chúc em mã xám nhé. Xám 55-57kg này. Xám 55-57kg cho em mọi người. Chị nào có đơn mình inbox địa chỉ qua giúp em nha. Xám 55-57kg. Rồi em lên con nâu dạng ngắn nè mấy chị. Con này tay lỡ cho em. Trời ơi đẹp quá. Đây này mọi người. Xám cho chị Liên Nguyễn này. Rồi size SM cho em. 52-53kg quay đầu. Chốt cho em mà dễ thương nhé. Mà dễ thương 5253 cái quay đầu. Mà dễ thương. Mọi người xem like, cảm ơn chị nha.
Ờ chị biết rồi. Mã sáng cho chị Liên Nguyễn. Con sáng này mới xinh khít luôn. Chị Nguyên Liên Nguyễn ơi, đơn trên 400 là phải cọc giúp em nhé chị Liên Nguyễn nhé. Ba mình đi đâu mà máy chị gọi điện thoại được chị không? Ba mình nữa hả chị? Ba mình ở ngoài kia. Trời ơi, rồi lên con long rồi đây mấy chị nè. Chị nào hỏi long phong dài màu sáng này mấy chị. Cái này mấy chị nè. Rồi size 55-57 cấy cho em nha. Con này đẹp quá. Dạ xin nó like xong em gửi số tài khoản. Một con long. Cái này là dạng như là màu rêu, nhưng mà rêu đậm hơn bình thường nha mấy chị nha. Rêu đậm hơn bình thường một xíu, nó nghiêng về màu nâu này. Rồi chốt em mã 57 nha mấy chị. Đó. Size 55-57 cấy mã 57 cho em, rất là đẹp luôn. Mã 57 cho em. Mã 57 các chị ơi. 57 cho chị Trần Lê. Chị Trần Lê ơi, chị nhận hàng được bên em chưa chị Trần Lê ơi? Rồi lên con này. Trời đẹp quá. Rồi 53 cấy quay đầu. Các chị ơi, đơn nào mà 4 5 ngày mà mọi người không nhận được hàng, mọi người nhớ báo em nha. Qua ngày thứ 5 mà chưa nhận được hàng là báo em nha các chị ơi, để kiểm tra đơn á. 53 cấy quay đầu nha mấy chị nhá. Chị Mai Nguyễn Cẩm Hy sau mã 57 rồi nè. 53 cấy quay đầu, chốt cho em mã A30. A30 cho em mọi người nhá. Mức này. Tối đơn nào đẹp 5 quá. Ngày 5 6 ngày mà mọi người chưa nhận được hàng là mọi người báo em nha để kiểm tra đơn chứ lỡ để A30 cho em mọi người. Đồng giá 90k cho em mã A30. Mã A30. Rồi kiếm một con long size to để cho mấy chị. Long luôn nha. Em đang like chị Linh Nguyễn ơi, tại chị bên fanpage ấy là mọi người chỉ có thể nhắn tin cho em trước thôi, em không nhắn tin trước được. Trời ơi con này có đai luôn trên VIP chưa? Rồi size vậy là tầm 55-57 kg luôn, con này size L cho em nha. Đẹp quá, long này mấy chị. Rồi cái này mọi người chốt cho em mã 79 này, mã 79. Trời con này có đai luôn các chị ơi, con có đai xinh đai. Mã 79 cho em nha, size 57 kg. Mã 79 cho em. Lo về chất mọi người ơi. Mã 79. Chị ăn tiếp, cố gắng chốt thêm một chiếc nữa em đi hàng cho đỡ tiền ship này chị nè. Trời lên cái con quá khóa kiểu này mấy chị nè. Caro có khóa kiểu này. Đây này mấy chị. Trời đẹp quá à. Đây này mọi người, có túi luôn nha. Rồi size L luôn mọi người ơi, 57 cái quay đầu nhá. Hàng ngàn quan có đơn trên không? Quan có làm. Chốt mã B1. Mã B1 cho em. B1 nha mấy chị nhá. Mã B1. Chị nhắn qua cho em thì Nguyễn Hạnh ơi để em kiểm tra đơn. Cứ qua đâu. Trời lên con nâu VIP này mấy chị. B1 chị Lan lên. Trời ơi, mọi người không chốt con này thì lấy con nào nữa nè mấy chị ơi. VIP luôn. Con này cực kỳ mới luôn nha. Cực kỳ mới cho em luôn nè. Rồi 55-57 cái con này luôn nè. 55-57 cái. Chốt em mã mới đi dạ, mấy chị. Đúng rồi, số tài khoản Kim Phượng đó chị ơi. Mã mới cho em. Mã mới có 90k nè mấy chị ơi. Đâu ra mà ai bán áo dạ 90k đâu mọi người. Rồi. Lên tiếp một con thêu nè mấy chị. Thêu này. Dạng bomber luôn. Con này đỉnh quá. Con này mọi người không lấy là em lấy thiệt luôn. Quá VIP luôn này mấy chị. Trời ơi. Múc bấm nha mấy chị nha. Con này đẹp quá. Mày giả VIP các bác chị ơi, còn một lô này nữa thôi. Là hết hàng rồi. Rồi ok, để xin lỗi em kiểm tra đơn cho này mấy chị. Like size kiểm tra đơn cho chị Lan Lê ơi, lên số điện thoại giúp em chị Lan Lê ơi. Theo VIP cho em luôn nha mọi người nha. Rồi cái này size chỉ là 52 kg thôi, size SM cho em 4852 kg quay đầu. Cứ 5 6 ngày mà mọi người chưa nhận được hàng mọi người báo em để kiểm tra đơn nhé các chị ơi. 4852 kg quay đầu cho em con này nha. Rồi, quá VIP luôn này mấy chị. Chỗ em mã 32. Con này đỉnh của chóp luôn nha. Mã 32, nút bấm cho em nè mọi người. Mã 32. Con theo chị sợ đẹp quá. Ok chị Lan lên
Mã 32 cho em. Lê Hương. Con này hơi bị sò luôn á chị Lê Hương. Rồi lên tiếp con hồng cho mấy chị này. Bình thường là bán mấy con này là 100 là chị bình thường, hôm nay bán 90k. Đây này mấy chị. Rồi size thì nó 5253 kể cho em luôn nha. Chốt em mã hồng này. Con này cái cổ nó lạ nè chị. Đó. Mã hồng cho em. Mã hồng 53 kỷ mã hồng. 53 kỷ mã hồng cho em. Mã hồng mới kinh kích luôn mọi người. Rồi, lên tiếp một con. Phối caro này chị. Caro phối len cho em nha. Caro phối len. Nó đẹp quá. Rồi size SM luôn mọi người, 53 kỷ. Chốt cho em mã A30 này. A30. Chị vô Zalo cũng được chị ơi, trang fanpage là em không nhắn tin được, em chỉ có thể nhắn tin bên Facebook thôi nha. A30 nha, nhắn tin cho cái trang fanpage là bên em không nhắn tin trước được. A30 nè. Rồi lên con F1 lớp nè mấy chị. Con này size M luôn cho em. Dạ phải á chị ơi, số tài khoản là Nguyễn Kim Phượng á. 53 kỷ, chốt mã vàng nhá. Vàng 53 kỷ. Xin lỗi em nhắn tin rồi chị chuyển khoản cũng được chị ơi. Rồi lên một con long siêu phẩm nhớ nhịn đi. Này mấy chị. Đây. Xịn sò chưa? Con này con size S cho em. Con vừa rồi là con dạy S một lớp mọi người. Chị gì nãy giờ tôi thích đi nha. Con này là long cho em nha mọi người nha. Long nha. Rồi bán cho mọi người 90 luôn nè. Bán cho mọi người 90 luôn. Đó. Rồi size 57 kg. Long nha mấy chị nha. Chốt em mã 15 này. Mã 15 cho em. Trời ơi VIP cho này mấy chị. Mã 15. Đồng giá 90k thôi mấy chị ơi. 90k. Long 15 chị Liên Nguyễn. Mã 15 cho em. Con này màu xanh xanh đẹp lắm mọi người. Rồi lên tiếp một con giả em một lớp cho mấy chị này. Này ôm đi nhớ. Con có nó có bay dưới á. Đây. Size 55 kg. Cho em mã đỏ luôn. Đỏ 55 kg. Đỏ 55 kg cho em này. Mã đỏ chị ơi. Trời ơi lên con thêu VIP rồi này mấy chị. Rồi con này xin thêm 10.000 thôi nha mấy chị nha. Cái này xin thêm 10.000 thôi. Có đai luôn. Ơi. 100k cho em con này nha. Ơi. Size SM 53 kỷ quay đầu. Một con siêu phẩm phun đai. Cho em mã 82. Chị chốt cho chị Dương Thị Thu Hoa cho đủ đơn nha. Mã 82 cho em, quá VIP luôn. 100k thôi mấy chị nha. Mã 82. Dương Thị Thu Hoa này. Mã 82 chị Thu Hoa ơi. Em nói thiệt bán siêu phẩm mà bán 100k thì chắc chỉ có mình ở sắp thanh băng thôi các chị. Rồi lên tiếp con vàng giả ép này. Con này okay, 60 kg. 60 kg quay đầu. Cho em mã vàng, 60 kg quay đầu mã vàng. Mã 82 cho chị Dương Thị Thu Hoa. Chị Dương Thị Thu Hoa lúc nãy có cái con của chị em thấy một cái đai em bỏ có đai của chị luôn á. Cái con của kia có đai luôn á chị. Mã vàng vàng cho chị Nhung Tigon. Nè chị, lên con caro này. Size 57 kg luôn, chốt em mã caro. Caro 57 kg. Mã caro cho em nhé. Mã caro. Rồi em lên một con màu tím này mấy chị. Giả em một lớp. Năm mươi bảy kg cho em mọi người nha. 57 kg này, chốt em mã tím. Tím 57 kg. Trời ơi, lên con size M này chị. Trời ơi, VIP. Con này không VIP, không lấy tiền luôn mọi người. Trời ơi, đỉnh chóp này mấy chị. Đẹp quá à. Nhìn cái hàng lúc không là mọi người thấy phê rồi. Nè mấy chị. Đang chị ăn tuyết rồi, mấy sau mới là chị ăn tuyết ơi. Full luôn nha mấy chị nha. Rồi, size chị nào 53 kg quay đầu cho em con này nha. Con này cực kỳ mới luôn nè. Còn màu vàng từ em lên màu vàng. 53 kg, chốt em mã A50. A50 cho em con này.
Trời ơi, nhìn nhìn cái hàng nút này mấy chị này. Quá VIP luôn. Mà A50. Nhìn cái hàng nút con mình biết phơi. A50 cho em mọi người nhé. Mà A50. A50. A50 chị Dương Thị Thu Hoa, con này mới tinh tần tần. Rồi lên con Long Hồng này mấy chị. Chị Hoa ơi, con này siêu mới luôn. A50 chứ chị Dương Thị Thu Hoa. 53 kỳ nha. Chốt em mã Long Hồng. Long Hồng 53 kỷ mã Long Hồng cho em. Mình nhận hàng mình đang bị nó 90.000 nó có chỗ. Rồi, trời ơi lên con này nữa mấy chị. Xỉu chưa? Xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu lên, xỉu xuống luôn mấy chị. Dạ em một lớp. Có một con này đẹp con này có chị. Trời ơi. Đây. Có đai luôn cho em rồi chị này. Vip chưa? Rồi, con này SML ok luôn. Em từ đâu là mọi người rút từ đó cho em. SML ok nha. Rồi bán con này chơi cho mọi người 90k luôn này. Chốt em mã 88. Quá đỉnh chốt luôn. Mã 88 90k thôi nha mấy chị nha. Rồi mã lên 88, mọi người ơi. Lên con màu vàng size L này mấy chị. Kiểu này. Chị nào mới hỏi em màu vàng này. Chị anh thích con màu vàng này. Chị anh thích nè. 88 em chốt chị Đặng Uyên. 88 chị ăn tiếp lại sau nữa rồi. Chị ăn tiếp lại con này nè chị nè. Trời ơi con màu vàng đây. Bên em mong mọi người cứ chốt đi rồi em làm lại nút cho nha. Đó. Ăn tiếp rồi chị vừa con này không? Em lên để cho chị con này. Rồi size 55 kỷ. 55 kỷ. Cho em mã A54. A54 cho em mọi người nha. Bên này sau quá rồi chị Vi Phương ơi. Đẹp quá. A54 cho em mọi người. Mọi người trưa nay là có like áo lông nha các chị ơi. Áo lông với lại bát ca nha mọi người, jean lót lông. Chị Vi Phương còn bên sau. Rồi em lên một con dài nè. Dài từ mắt cả chân nè mấy chị. Trời ơi con da lụn. Một lớp này VIP quá. A54 chị Lương Vũ. Này mấy chị. Trời ơi. Con này cho em thêm 10.000 nè mấy chị nha. Cho em thêm 10.000 100k thôi. Mọi người comment sau mà A54 rồi. Trời ơi cái con này nè mấy chị này. Đỉnh củ chóp luôn. Trời ơi cái con vàng này đẹp quá mà. Rồi 100k cho em size 55 kỷ quay đầu. Con này là em 1m56 là mang tới mắt cá luôn nè mấy chị. Rồi cho em mã dài. Mã dài 100k thôi nha mọi người nha. Dài 100k. Đây. Ok chị Vi Phương. Con này đẹp quá. Dài 100k cho em. Dài chị Nguyễn Hạnh. Rồi lên con tiếp. Dạ em một lớp nè mấy chị này. Dài cho chị Nguyễn Hạnh nè. Xám size 60 kỷ quay đầu. Rồi cho em mã xám luôn này. Xám 60 kỷ quay đầu. Xám 60 kỷ quay đầu cho em. Rồi lên tiếp một con caro này. Nè với chị. Lâu ở trong. Con 1003 4762. Đúng rồi đó chị ơi. Đúng rồi. Xám cho chị Ánh Tuyết. Số tài khoản của em á. Chị Ánh Tuyết có đơn cho chị. Chị Ánh Tuyết này có một cái này. Rồi chị Ánh Tuyết có hai cái rồi chị inbox địa chỉ qua giúp em nha. Chị Ánh Tuyết được hai con nè. Rồi lên con caro freestyle cho em này, 60-65 kg. Chốt cho em mã 57. Đợi em xíu tìm vàng cho này. Mã 57 cho em. Em tìm thử không còn vàng không? Mã 57 cho em một người. Mã 57. 57 các chị ơi. Trời ơi, lên con lông phong ngắn này mấy chị này. Đẹp quá à. Con này xịn quá. Trời ơi. Anh Sâm để máy ở nhà. Em đang chốt lông. 5557 kỷ cho em nha. Chốt em mã lông. Trời ơi. Con này là lông mềm mịn cho em mọi người nha. Rất là đẹp luôn này. Mã lông cho em. 5557 kỷ mã lông. 5557 cái mã lông cho em. Mã lông cho em mọi người nhé. Còn màu vàng là hiếm thiệt. Có màu vàng nhạt nhạt thì có, nhưng màu vàng đậm như này chị. Con này mà mọi người không lấy thì thôi, chứ lấy con nào nữa không chị. Lông của chị Lan Lê. Con này đẹp quá. Này chị. Con lông này mới 99.9% chị Lan Lê. Con này mê quá à. Rồi size SM cho em nha. Vậy là 52 kỷ quay đầu cho em này. 52 kỷ quay đầu. Cho em mã 35. Mã 35 cho em mọi người nha. Mã 35.
35. Có form dài đen còn mũ không cắt nàng? Form dài đen còn mũ hả? Rồi lên con sản 35 cho chị Mai Nguyễn. Ôi cái con này cưng chưa này chị Mai Nguyễn này. Này mọi người, con này là dạ áo choàng đó chị nha. Chị em báo là nha, dạ ok chị ạ. Ok chị. Các chị chia sẻ like giùm em các chị ơi. Tại mọi người đang xem like chia sẻ like giúp em nha. Facebook của em nay nó bị mất tương tác. Con này size SM đó chị nha, 53kg. Chúc em mã lạ đi. Còn nhiều dạ đẹp lắm mọi người ơi. Mã lạ cho em nha. Mã lạ. Mã lạ cho em. Là cho chị Đặng Uyên. Có một con có thơ theo ở sau này hơi đẹp luôn này. Rồi lên con này. Là em cho chị Đặng Uyên. Cổ vết này mấy chị. Có màu xám. Rồi 57kg nha. Cho em mã túi này. Mã túi 57kg. Túi 57kg. Mọi người tranh thủ lỡ đấy mọi người ơi. Sắp nâu hết hàng rồi cho em. Mã nâu hả? Đâu này chắc mã túi quá nhờ chị Vi Phương ơi. Rồi lên con này nè chị. Chị Vi Phương chốt cái con mã nào? Con này có like nè chị. Nguyễn. Có like nè chị. Vi Phương comment sai mã rồi. 57-60kg nha. Cho em mã phối. Nâu. Em ơi chị bao nhiêu cái? Nâu khách chốt rồi. Chị bao nhiêu cái hả? Để em đếm lại thử thôi. Trời lên con vàng dài. Này mấy chị ơi VIP quá. Ôi con này. Con này ở dưới đuôi cá nè chị đẹp cưng quá. Rồi size 60kg quay đầu. Trời ơi này mấy chị. Một cái 100 đó chị ơi. Đẹp quá đi. Đẹp mê luôn chị. 100. 60kg quay đầu nha. Mẹ phối đó có phải của Nam không? Dạ phối đó là của Nam á chị ơi. Nam nữ đều ok nhé. Nhưng mà em thấy cái dạng vét vét đó là giống nam hả chị? Phối đây này chị. Con phối nó đẹp quá này. Trời ơi, rồi bán phối cho chị Liên Nguyễn. Bán cho mọi người 90k luôn nhé. Thiệt sự luôn mọi người, bán không lời luôn nha. Ôi, mọi lâu tôi có khách chốt rồi. Cho em mà đuôi cá nè mấy chị, 60kg quá đầu. Mà phối cho chị Liên Nguyễn rồi chị con ơi. Con này cưng xỉu luôn này mấy chị này. Đó. Mã đuôi cá cho em 90 cành thôi mấy chị ơi. Quá rẻ luôn. Rồi. Em lên cá chị Trần lên. Em lên con này nè mấy chị. Xin lỗi em báo các chị ơi, bây giờ mà em báo là bị lẫn lộn đồ mọi người. 55kg nha chị nha. Của Lê Hương hình như được 5 cái chị Lê Hương ơi. Cho em mã A9 này. Mã đuôi cá chị Trần Lê này. A9 cho em. Mọi người biết sao đang chốt luôn mà nó lục tung đồ ra nó bị nhầm. Rồi lên con rêu, dạ em một lớp. Này mấy chị, toàn xịn sò không à. Em một lớp chị. Trần Lê này. Ôi đẹp quá. Của chị là lúc nãy là nãy em đến được mấy cái rồi nhỉ? Cái xanh lá đi. Trời ơi mọi người, size S đâu rồi, lái con này cho em. Chị là size S là lấy con này cho em. Rêu F một lớp này. Chị Đặng Uyên đâu? Chị Đặng Uyên ơi, lấy con này đi chị ơi. Mê quá. Rồi 48-50kg cho em nha chị nha. 48-50kg. Chị được 8 cái rồi. 8 cái có một cái 100 nhá. Cho em mã A37 này. Dạ em một lớp. Mã A37 cho em. Nguyễn Hiền ơi, chị được 8 cái có một cái 100 nha chị nha. Mã A37 cho em nha chị. Chị Lê Hương chị được 5 cái hay sao chị ơi? A37 cho chị Lê Hương. Rồi lên con này cho em. 53kg. Chốt em mã xanh. Chị Đặng Uyên comment sao đó. Xanh 53kg. Xanh 53kg cho em. Trời ơi lên tiếp con này nè mấy chị này. Ép một lớp luôn này. Mê ly. Mê ly luôn ơi, đi mua cái là không có cái giá đây đâu. Nha con này size to như vậy 60kg quay đầu cho em con này nè. Dạ ép một lớp. Con này là màu xanh giống chị nha. Màu xanh gì đó. Rồi cho em mã A24 nè. A24 60kg quay đầu. Con này là giả em một lớp luôn nha mọi người nha. Giả em một lớp mà A24 cho em. A24 các chị ơi. Rồi lên tiếp một. Trời ơi nè mấy chị. Thiệt sự luôn. Hàng mới ra chứ đâu nữa nè mấy chị. Trời ơi con A24 nó mới kinh kích luôn mọi người. 24 chị Liên Nguyễn. Nó siêu mới luôn á chị Liên Nguyễn. Size L cho em mọi người nha. 57kg nè. Chốt em mã mới. Mã mới
Con này còn mạ cho em mới 100% nhá. Mạ mới cho em này, 57 kg quay đầu cho em. 57 kg quay đầu. Mạ mới cho em. Mạ mới cho chị Bipo. Chị Nhung thì con cầm bên sau mất rồi nè. Rồi lên tiếp một con màu hồng, ép luôn này với chị. Dạ ép luôn cho em nha. Mới màu hồng Bipo này. Trời ơi VIP quá. Mọi người cầm bên sau mạ mới rồi các bạn. Size 57 kg luôn cho em. 57 kg, con này tay có bo nha chị nha, siêu dễ thương luôn này. Rồi cái này mọi người chốt em mã 206. Mã 206 cho em. Chị Trần Hương. Ủa còn mã 24 vậy? 55 57 kg. Dạ. A24 55. Ủa không phải. Dạ hết. Ủa A24 là cái con nào chị? Dạ là hết rồi chị. Rồi mã 206. Mã 24 em chốt rồi. A24 em chốt là chị Trần Hương ơi. 206 nha mọi nha, 57 kg nè, mã 206. Thất tài lắm. Mã 206 nè mọi chị. Chị nó đẹp quá mà khó chịu. Rồi lên con màu nâu này mọi người này. Hello chị Anh Phan. Con này giống. À không phải. Trời ơi màu nâu vét nè mọi chị. Đẹp quá à. Rồi size chị nào 57 cái quay đầu cho em nha. Vết này. Trời ơi con này nó mới tinh luôn chị. Đây. Hello chị Đỗ Đỏ. Các chị ơi mình xem like mình thương tuần mình bấm thích tên phát các chị ơi. Cho em mã 63 này mấy chị. Bấm thích bài like cho em để nó nổi lên trang cho mọi người. Tại mã thì mất tương tác á. Mã 63 cho em nhá. Chị nào size 57 cái. Con này màu đẹp xỉu luôn chị. Mã 53 cho em. Mã 53. Rồi ôi. 53 là giả ép một lớp mọi người. Tiếp giả ép. Ok chị Bipo. Ủa còn mã 63 hả? Mã 53 chị Trần Lê ơi. Trời ơi, chị Đặng Uyên đâu rồi? Nãy chưa con kia là giờ chú con này. Thiệt sự luôn cái con này em nói em chị, form dài này, có giả ép này, bán cho mọi người 90 luôn nhá. Đó. Quá mê luôn, con này màu tím tím hồng hồng nha em, tím tím, nghiêng về tím nhiều hơn nha chị nha. Rồi size vậy nào 50 52 kg thôi. Chốt cho em mã 64. Quá VIP con này luôn. Mã 64, dạ em một lớp nha chị nha. Mã 64 cho em con này. Mã 64. 64 cho em. Mã 64. 64 nha chị à. 64 chị Lương Vũ. Ôi cha ơi, chị Đặng Uyên ơi, chị cầm men rau mất tiêu rồi. Rồi, em lên một con màu hồng này chị của vest này. Trời ơi, mà cái form này. Chị Lương Vũ này. Form này mọi người mang đồ cực kỳ dễ luôn á. Đây. Rồi size thì nào tầm 53 kg cho em con này nha. 53 kg này. Chốt em mã 50. Mã 50. Mã 50 cho em. Rồi tiếp con dạ phẩm lắm các chị. Tiếp ơi. Một con dạ ép nè chị này. Trời ơi con này còn đai luôn. Không để cho chị, do em không thấy comment của chị. 50 chị Bipo. Em vừa chốt cho khách thì em thấy chị chốt sau mất rồi nè chị. Rồi con này chị nào 55 57 kg nhá. Mọi người có thể thích thì mọi người gài nút cao lên cho em này. Đó, rồi mình gài đai lại luôn. Con này chị nào 57 60 kg ok luôn cho em nhé. 60 kg quay đầu. 64. Chị Trần Hương comment sau rồi chị Trần Hương ơi. 60 kg quay đầu. Chốt cho em mã A2. Nhưng mà khổ nỗi bé nhân viên đọc mã chị ơi. Mã A2 cho em mọi người nhé. Đọc tên chị xong nó đọc mã. Mã A2. Mã A2 giờ mà khách chốt theo mã mà chốt trước mà không chốt cho khách là rồi. Khách sẽ kiện em cũng tội em nữa này. Lên tiếp một con giả ép màu đen size XL. A2 cho chị Ánh Tuyết. A2 cho chị Ánh Tuyết. Bà buổi xong bà đọc tên người ta bà cấm. Bà cấm đọc mã hay chứ bà. Rồi cái này chị em nè. Chị đang 60-62 kg. Khổ lắm. 60-62 kg cho em nha mọi người nha. Đó một con giả đen ép nè chị nè. Em khổ tâm lắm các chị ơi. Chốt em mã 57. Chị Hoa Lê ơi, mỏ ca 1m56 nặng 50 kg. Mã 57 cho em mọi người nhá. Mã 57 này, con này đẹp quá. Mã 57 cho em. Rồi lên tiếp con rêu cho mọi người này. Này chị, con này size SM thôi nhá. 52 kg. 52 kg quay đầu. Trời con này đẹp quá này. Mới quá này mấy chị. Rồi cho em mã A27 luôn. Con màu rêu này chốt ngay và liền cho em. A27 cho em chốt liền nè chị nha. Mã A27 xuất sắc luôn. Tại có Lương Vũ vào là chị không nhận được hàng rồi. Con như hàng đẹp chị ơi. A27 chị Dương Thị Thu Hoa. Trời ơi này mấy chị nè. Chốt liền con này cho em. Con đẹp lắm chị ơi. Mê ly luôn con này cho em nha mọi nha. Rất là đẹp luôn này. Con này phía sau có bo cho em. Xuất sắc luôn. Đẹp quá. Rồi con này nó gây trên size là size XL mấy chị. Trời ơi vít chưa.
kiếm một vài cháu để đi đưa. Rồi size XL cho em con này chị nào. Ok chị Hoa Lê, chị lựa đi chị ơi. Chị nào 55, 57, 60kg ok cho em nhé. Đây, nó ghi trên size là size XL đó mọi người nha. Con này nó quá đẹp không? Free size ấy, dễ thương lắm. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Cực kỳ dễ mang luôn. Cho em mà 26. Con này đẹp quá. Mã 26 cho em mọi người nhé. Mã 26, xuất sắc luôn. Mã 26. 26 cho chị Nhung Tigon. Chị Nhung Tigon inbox cho em nha chị ơi. Rồi lên tiếp quan giả ép nè mấy chị. Chị đưa hàng comment sau mất rồi nè. Nhung Tigon inbox qua cho em nha. 5557 kỳ con này cho em. 5557 kỳ nha. Cho em mã 2 màu. 2 màu 5557 kỳ. Vàng phố rêu như vậy nha. 5557 kỳ mã. Cái con này nó xịn xò lắm mọi người ơi. Dạ ép cho em. Con 64 đẹp quá hả? Đây này mọi người. Đây màu chị Liên Nguyễn. Đây. Con này chả ép một lớp xịn lắm chị. Cái con này là giống như cái con em vừa la xong này chị nào trượt này. Lấy con này nè. Trời ơi nó xịn xịn xò con bò luôn mọi người. Con này là còn đai luôn cho em. Đây này mấy chị. Ui con này có mũ. Chuẩn bị lên con có mũ. Trời ơi. Này mấy chị. Thiệt sự luôn. Nhanh tay liền cho em con này nha. Vip em vip luôn này. Đẹp quá mấy chị ơi. Con đai đi rồi đầy đủ luôn cho em nha. Này mấy chị nút nó còn nguyên luôn. Con này mới gần như 100% cho em luôn nhá. Rồi size chị nào 60kg quay đầu. Ok con này luôn này. 60kg quay đầu luôn. Rồi con này mọi người chốt cho em mã A30. A30 cho em. Đẹp quá. 58kg vừa em ơi mà khách chốt mất rồi. Đây con này nè chị với chị nè. Mã A30 cho em nhá. Đẹp mê. A30. Rồi lên một con ai. A30 chị Liên Nguyễn. Dạ ép có mũ cho mọi người luôn. Caro luôn này. Đó. Rồi bán cho mọi người 90 luôn. A30 chắc chị Liên Nguyễn. Bán để lấy lại vốn thôi mấy chị nha, không lời lại gì luôn. Rồi con này. Size gì nào 53 kg cho em con này nha. Mọi 53 kg. Sau mất ảm mở A30 rồi các chị ơi. Cho em mã mũ. Mã mũ cho em. Mã mũ. Mã mũ mọi người. áo khoác giả nó ít có mũ lắm mọi người. Rồi lên con này nè mấy chị nè. Lông này, lón này. Con này mũ đẹp quá này. Mũ ép cho chị Đặng Uyên. Trời ơi, mũ ép chị Đặng Uyên này. Mấy chị ơi, lấy liền con này cho em. Đây, ở trong con lót này mấy chị. Nó long luôn nha. Dạ, long vip lắm các chị ơi. Con này đời chót luôn á, màu vàng nha. Nhưng mà đẹp, cực kỳ đẹp luôn cho em nhá. Rồi 53 kg con này. 53 kg. Chị Đặng Uyên lấy luôn con này đẹp quá này. Cấm đọc tiền nha. Rồi cho em mã A27 nha. Đọc tiền người ta xong mà đọc bộ bọc mà đọc mãi. Mã A27 cho em, cái này là chị nào thích đó mọi người. Ai cái lông lên này mấy chị. Đó. A30 đẹp quá mà không được. Đẹp quá mấy chị nè. A27 cho em. A30 có đặt tên mà mọi người. Đẹp quá của chị Liên Nguyễn đó các chị ơi, của chị Liên Nguyễn nhá. Đẹp quá này mấy chị. Mũ của chị A27. Mũ của chị Đặng Uyên. Đặng Uyên. Mũ của chị Đặng Uyên đầu tiên. Mũ của chị Đặng Uyên này, xong tới chị Liên Nguyễn này, rồi tới chị Dương Thị Thu Hoa, rồi tới Đặng Uyên, rồi tới Lương Hằng, chị Lương Hằng cầm bên sau. Trời lên con này chị. 60-65kg. 60-65 con vừa rồi là cái con ở trong lót lông luôn chị ơi, ấm một mùa đông luôn. 60-65 cái mã A24 cho em. Mã 27 đẹp lắm. A24 cho em mọi người nha. Size gì nào 60-65 cái mã A24 cho em. A24. Rồi ơi, lên tiếp một con lông. Trời ơi này mấy chị. A24 chị Linh Nguyễn. Lót ở trong rồi đây mấy chị. Lót ở trong. Con này vip quá đi. Chị Trần Hương comment sau mất rồi. Chị Trần Hương ơi. Này mấy chị. Tay vẫn có lót nha. Ôi con này lông đẹp quá. Rồi size SM luôn cho em này mấy chị này. 53 kg cho em quay đầu nha. 53 kg. Trời ơi vip. Chốt em mã 20. Mã 20 cho em. Mã 20. Mã 20 cho em này. 20 các chị ơi, mã 20 bên trong lót lông nhé mọi người. Cái con mã 20 là bên trong lót lông đó mọi người ơi. 20 chị Lương Hằng. Chúc mừng chị Lương Hằng được con mã A20. Rồi lên một cái màu xám này mấy chị, dáng dài này. Sáu mươi bảy mươi kg luôn mấy chị ơi. 60-70kg nha. Chốt em mã caro. Em vừa bị con A20 cho chị Dương Thị Thu Hoa nhá. 60-70kg mã caro cho em. Rồi lên con bomber phủ này mấy chị này.
55 ký. Caro, caro chắc chị Linh Nguyễn này. Cho em mã thể thao. Thể thao. 55 ký mã thể thao. Caro cho chị Linh Nguyễn. Thể thao 55 ký. Chị Linh Nguyễn ơi, chị vô chị cọc giúp em rồi chốt tiếp nha chị Linh Nguyễn nha. Hồi nãy thì bảo tại vì lên xong rồi. Chị kêu là chốt có 7 cái à. Giờ chị chốt nhiều là phải cọc. Mọi người chốt chắc giúp em nha mọi người nha. Em sợ lắm. Tại vì hôm bữa có một khách kia mọi người biết sao, chốt 50 cái cuối cùng á, xong rồi xả đơn á mọi người, nên em khổ tâm lắm luôn á mọi người ơi, bà chủ. Đây này mấy chị, caro nhé. Em hả? Em đang bị thất nghiệp chị ơi, chốt đơn thôi. Con này có cái rút em thao, chị Lê luôn comment sau rồi của con mã thể thao con nào. Cái đây là mã caro này chị nè. À, thao là chị. Mã thể thao cho chị Lê Hương. Rồi cái này cho em 57 kỳ nha. Đó, cho em mã phối luôn. Mã phối 57 cái mã phối cho em. Không biết xấu xa cho người làm cách người. Mã thể thao cho chị Lê Hương. Rồi lên con xanh rêu ép một lớp này mấy chị. Cái con caro này lót lông bên trong á mọi người, xịn sò luôn. Đây mọi người, trời ơi. Mã phối. Mã phối hả? Con chị, mã phối. Dạ, dạ. Mã phối chị Lương Hằng. Rêu cho em mọi người nha. Xanh rêu ép một lớp này. Trời, ngồi chọn 50 cái mất nguyên ngày. Dạ, trời ơi, mà chú toàn cái đẹp luôn á chị ơi. Chú nhận toàn được cái đẹp luôn á, trời. Mà bình thường là thực sự khách sỉ lên toàn bộ bắt cọc hết á các chị ơi. Không có ai mà gọi là không bắt cọc. Nhưng mà em nói cọc á là kêu chứ là trời ơi, tôi ngồi tôi coi like để tôi chốt hàng chứ không phải rảnh đâu mà chốt bom hàng rồi. Dạ, cuối cùng ra xong rồi là trời ơi, em đau não gì đâu luôn á mọi người. 53 kỳ nha mọi người nha. Cho em mã 46 chị ơi. Mã 46. Cho nên là mọi người thích cái nào là mọi người chốt chắc giúp em rồi nha. À, có mua hai đợt của em rồi hả? Ok chị Liên này. Trời em đau não lắm mọi người. Trời ơi, một con dạ khuy sừng này mấy chị. Phong ngắn này. Trời ơi, cái con này dễ thương quá. Cái này mấy chị, cổ vét cho em nha. Siêu đẹp luôn này. Rồi, size vậy là 55 kg quay đầu cho em con này nha. 55 kg, con này siêu cưng luôn này. Cho em mã 72. Chị Lương Hằng ơi, chị bóc qua cho em nha chị Lương Hằng nha. Mã 72 cho em. Mọi người inbox qua cho em nè. Mã 72 giống chị nha. Mã 72. Mã 7 của 2 màu xanh xanh nhạt nhạt đó mọi người. Xinh lắm. 72 chị Lương Hằng nè. Con này dễ thương lắm chị ơi. Ai chuyển 440. À. Khách em nói thiệt chứ 70% là khách chuyển khoản đó mọi người. 57 ký. Chúc em mã nâu. Nâu 57 ký. Nâu 57 ký. Mã nâu cho em mọi người ơi. Mã 72 trước chị Lương Hằng rồi nha. Rồi lên con ép một lớp nữa nè mấy chị nè. Caro nhá, con này size M cho em. Size M nè mấy chị. Con này gà nút từ trên xuống dưới. Con này mấy chị. Rồi size vậy là 53 kỳ quay đầu cho em con này trời nha. Trời ơi, con này nó mới tinh tinh luôn các chị ơi. Cho em mã 57 này. Con này là y như hàng mới đúng mọi người. Mã 57 cho em, con caro ạ. Con này mà xấu á mọi người trả lại cho em nha. Mã 57 cho em. Mới kinh kít luôn trời ơi, dạ ép một lớp rồi mới ra chứ. 57 cho chị Mai Nguyễn. Cái con này đẹp rồi, lên con nâu rồi chị. Chắc xịn xò luôn. Chị Liên Nguyễn sau rồi. Rồi lên con này cho em size S cho chị nha. 48-50 kg con này thôi cho em nhá. 48-50 kg. Cho em mà dễ thương. Chị được bao nhiêu cái? Chị được 3 cái rồi chị Lương Hằng ơi. Chị được 3 dễ cái thương rồi. Cho em. Inbox qua cho em nha. Mẹ dễ thương. Mẹ dễ thương. Con này đẹp quá hả? Con này quá đẹp luôn hả chị? Mẹ dễ thương cho em. Chị Loan Nguyễn với chị Liên Nguyễn comment sau mã 57. Trời ơi nè mấy chị. Một con caro phối long siêu phẩm. Siêu phẩm cho em luôn nè. Con này đẹp quá. Con đó đẹp lắm chị ơi. Con trời đó giá ép một lớp mọi người không bao giờ mua được cái giá đó mà 90k thiệt sự luôn. Mê lây luôn nè mấy chị. Rí giá ép một lớp mọi người. Nhập hàng vô giá rất là cao. Rồi bán 90k con này cho em luôn nha. Size là 55kg nè. Đó có hai em bán lâu đây em xả cho nó hết hàng đông quá mọi người. Cho em mã 16 nhé. Mã 16 cho em này. 55 tỷ quay đầu mã 16. Chứ đâu có ai phui nghe hàng sự kiện giả ép một lớp. Ai nhờ hết rồi chị. Quá hẳn cái like đi. Mã 16 cho em. Trời ơi lên. Chị có số. Ok chị Lương Hằng. Đây này mọi người.
Trời ơi con này VIP này mọi người, con này còn mát luôn. Mới 100% cho em. VIP ơi là VIP. Rồi size 60-62 kg ok cho em nhé. Rồi đẹp quá. 60-62 kg. Không có đồ ở đây, đồ nam không có. Cho em mã 77 nha chị nhá. Mã 77 cho em. Trời ơi đẹp quá. Mã 77 còn mạc này mấy chị, mới 100% cho em nhá. Mã 77 này. Mã 77 cho em. Trời ơi, không mã 77 các chị ơi. Đẹp mê luôn mấy chị, mới tân. 77 của chị Linh Nguyễn, chị Hoa Nguyễn comment sau rồi chị Hoa Nguyễn ơi. Trời ơi, lên con bomber S rồi mấy chị. Mê chưa? 77 nó mới ơi là mới còn mát là mọi người biết nó đẹp như thế nào rồi. Bomber như vậy nha. Form thể thao cho em. 52 cái quay đầu này. Cho em mã chữ. Mã chữ 52 cái quay đầu. Con này quá VIP luôn. Chữ 52 cái quay đầu. Mã chữ. Rồi lên một con đen dạng dài cho mọi người. Bao mới bao lụa cho mấy chị luôn nha. Rồi 60 kg. 60 kg cho em mã túi này. Mã túi 60 kg. Mã túi 60 kg cho em. Rồi lên một con caro này chị. Mã Summer. Có, chị được một con 77 á chị ơi. Chị Linh Nguyễn ơi. Chị Hoa Nguyễn ơi, còn nhiều lắm chị, cố gắng chốt đi nè. 60 kg quay đầu cho em luôn nhá. Chốt em mã 78. Còn nhiều lắm chị Hoa Nguyễn ơi. Mã 78 cho em. Trời ngồi chọn năm. Giờ chị mới thấy comment của chị ăn tiếp. Mã 78 các chị ơi. Trời ơi, lên con bomber thêm con chị. Con em like cho em. Đây mọi người. Trời đẹp quá. Em với chị VIP luôn, long nha. Long cho em ở trong con lót này. Rồi size vậy là 52 kỳ quay đầu. 52 kỳ quay đầu, chốt em mã theo. Theo 52 kỳ quay đầu. Mã theo cho em mọi người ơi, mã theo. Theo kiểu bomber đẹp lắm. Em còn con ghi lê này mấy chị. Mã theo chị Mai Nguyễn. Con theo là đẹp ngất ngây luôn chị Mai. Trời Nguyễn ơi, một con ghi lê. Đẹp quá. Con này bán cho mọi người 70k thôi nha. Chị Luân Hàm, chị Loan Nguyễn comment sau mã theo rồi các chị ơi. 70k cho em con này nè. Size M cho em mọi người 52-53 kg. Chốt cho em mã B9 nha. B9 cho em này. B9 52-53 kg. Bán cho mọi người 70 con này luôn. Ghi lê cho Vi Phương nè. B9 70k cho Vi Phương. Rồi lên con này. Trời ơi này chị. Mọi người comment sau mốc mã B9 rồi các chị ơi. Size 90. Phối caro ở trong. Em chốt đơn hàng cho chị, nhắn tin chị okay, vô Messenger. Chị có địa chỉ cho Messenger. Ok chị. Đây. Một con dạ xám phía trong lót caro cho em có mũ nha. Có mũ cho em này. Rồi, con này chị nào 55 kg. Chốt em mã 15. 55 kg mã 15 cho em. 55 kg mã 15. Đi phun thì đi phun được 3 chiếc rồi nè. 55 kg mã 15 cho em. B9 mọi người comment sau rồi các chị ơi. Rồi lên tiếp một con long này mấy chị. Trời ơi, thịt sừng. Mã 15 có quy sừng đó mọi người ơi. 15 trước chị Nguyệt Tú. Này mấy chị. Đó. Con này mặc ở Đà Lạt là y bản chị Nguyệt Tú ơi. Rồi, con này size vậy nó 53 kg cho em nha. 53 kg. Chốt em mã 90, mã 90, 53 kg mã 90 cho em. 53 kg mã 90. Để em coi đã chị ơi. Chị Mai Nguyễn hình như được 1, 2. Rồi em lên con dạ sọc đẹp quá này chị này. Chị ơi chị được 5 con rồi. Chị Mai Nguyễn ơi chị được 5 con rồi nha. Đây này mấy chị. Trời ơi, mê lên chị Dương Hằng. Con này nó mới kiểu gì luôn này mấy chị. Nhắn cho đủ đơn con đó chị Vi Phương. Trời. Vi Phương ơi. 55 57 cây. 55 57 cây cho em con này. VIP quá này mấy chị ơi, sập nha. Sập cho em. Mày nó có like lên này mấy chị. Rồi cho em mã B1. Mã B1 không mới trả là em các chị ơi. B1 nó mới kinh. 55 57 cây, con này là bao mới cho mấy chị luôn này. 55-57 kg mã B1 cho em. Cứ tới thì âm với lại có điện thoại hả? B1 chị Bi Bo. Con này nó mới kinh kít luôn chị Bi Bo. Em nói thiệt cho chị mua con này 90k. Bữa sau hỏi em là không còn nha. Đây này mấy chị. Trời ơi một con giả S.
màu đen Fresa cho em, quá VIP con này luôn. Được rồi chị. Mê chưa? Cái này là hai cái đai là để em may lại cái nút mà mọi người gài qua thôi nha. Đó, 60 kg. Trời, cái này chưa cắt túi luôn nè chị, chưa cắt túi luôn nè. Đó, cho em mã 74, mã 74 Fray size cho em mã 74, đẹp quá. Mã 74 cho em nha. Rồi lên tiếp tay dạng ngắn nè chị, ép luôn nè. Mã 74. Không, chị không có gửi xe đâu em, chị gửi bên bưu điện luôn. Chị gửi xe, chị không có thời gian gửi đâu em. 55 kg quay đầu. 55 kg quay đầu. Gửi bưu điện thì có khoảng 2 ngày là em nhận được thôi. Mã 17 cho em nhé. Mã 17 này, đẹp quá. Tại vì bữa nay đón xe là chị không có nhân viên để đứng đón xe đâu. Chị Lan làm đơn quá tải. Trời ơi, lên con rêu VIP luôn này mấy chị. Một con rêu phố chích này. 17 chị Mai Nguyễn. Trời ơi, đẹp quá. Size SM cho em con này nha. Mê lây luôn này mấy chị này. Mê lây luôn, size SM, xanh rêu phố giả chích cho em. Đẹp quá. Rồi, chốt em mã 72. Size chị nào 52, 53 cái quay đầu mã 72 cho em. Quá mê luôn này chị này. Mã 72 nhá, đẹp quá. Size SM cho em. Mã 72. Mã 72 chị Lê Hương. Trời ơi, lên này. Tổng tiền gửi qua chị đi chợ rồi chị xem like nữa hả? Gửi cho chị nhé. Giờ chị đi chợ rồi không xem like nữa. Ok chị. 70-75 kg. 70-75 kg cho em mã to. 72 cho chị Lê Hương. 70-75 kg nha mọi người nhá. 70-75 kg. Mã to cho em. Mã to, to. Chị ơi. Trời ơi, lên con đây. Không ngắn VIP nữa nè mấy chị này. Trời ơi, đẹp quá. Con ngắn nó đẹp quá. Trời ơi. Nè mấy chị nè. Mê lây chưa này mấy chị ơi, đẹp quá này. Rồi 60 kg quay đầu, con này là size XL cho em nha. 60 kg quay đầu, đẹp quá. Cho em mã 15. Mã 15, con này nè mấy chị nè, có đai luôn này. Mã 15 cho em. Mã 15. Mã 15 các chị ơi, 15 siêu mớ luôn. Con này 60 kg nha chị nha, size XL cho em. À hai này, cái này con này cho con la được này. Nó cứ hỏi không. Rồi lên con này chị em. Một con màu xanh đen, giả ép một lớp cho chị nha. 57 kg này. 57 kg. Cho em mã 17 này. Mã 17 57 kg. Lan Vũ ơi, em còn xem la Lan Vũ ơi. Mã 17 57 kg cho em. Rồi em lên con 17 chị Lương Hằng. Cổ vét đẹp quá. 17 em cho chị Lương Hằng. Đây này chị siêu mới luôn nha. Rồi size chị nào tầm 55 kg cho em con này. 55 kg. Chốt em mã màu. Mã màu 55 kg. Mã màu. Mã màu 55 kg. Màu 55 kg. Mã màu các chị ơi. Chị để máy không? Rồi lên con bomber này mấy chị. Trời ơi, con này lông nha. Lông nha, lông VIP luôn nha. Bomber cho em. Em định để lại mặt mà thôi, bán cho mọi người. Đây, con này đừng chóp này mấy chị. Con này con lông nha. Con này mấy chị, cổ VIP chưa? Rồi, size gì nào SM cho em luôn, 52 kg quay đầu. Chốt em mã chữ. Mã màu của chị Mai Nguyễn. Mã chữ đẹp quá. Mã màu cho chị Mai Nguyễn này. Mã chữ cho em mọi người. Mã chữ các chị ơi. Rồi lên con long VIP luôn này mấy chị. Mã chị cho chị Dương Thị Thu Hoa. Trời không phải. Con chữ này đẹp lắm chị Hoa ơi. Không phải hàng tàu lao đâu nha mọi người nha. Đây, chữ Hàn Quốc cho em này. Size M này, con này là long chính hãng luôn cho em. Đẹp mê lây luôn con này nè. Trời ơi, xịn sò luôn. Rồi bán cho mọi người đồng giá luôn nè mấy chị. Đồng giá luôn nha. Rồi 55 kg quay đầu cho em. Cho em mã long. Mã long. Trời chị ơi. Chị mấy cái rồi hả? Mã long cho em, con này đẹp quá. 55 kg quay đầu mã long. Chị
được 5-6 cái gì đó chị Dương thì thu hoa ơi. 5-6 cái gì đó chị ơi. Cái con này size 55-57 ký. Màu nâu đẹp quá nè chị. 55-57 ký cho em con này nha. Cổ vét này siêu mới luôn. Cho em mã 19 này. Trời ơi con này nó đẹp. Mã 19 long cho em mọi người nha. Mã 19 vip luôn. Đẹp quá. Mã 19. Mã 19 cho em. Con 19 nó xịt xò lắm á mọi người. Lấy con bơ thêm rồi nè mấy chị. Trời ơi 19 em cho chị Mai Nguyễn. Đẹp quá. Từ từ. Đây này mấy chị. Thêu nha. Đẹp quá. Rồi 52 ký. Chúc em mà thêu. Trời ơi vip luôn nè mấy chị. Các chị ơi đơn trên 400 là mọi người phải cọc. Cọc giúp em nha các chị ơi. Có đơn em báo địa chỉ qua giúp em mọi người nha. Đây. Mã theo size SM. Mã theo cho em. Chị nào size SM này. Mã theo. Rồi lên con vét kệ nè. Theo cho chị Trần Hường. 53 ký. Cho em mã vét luôn mọi người ơi, mã vét cho em nha. 53 ký mã vét. Theo cho chị Trần Hường nè. Dạ ok chị Mai Nguyễn. Mã vét 53 ký. Rồi em lên con xanh đen nè mấy chị. Mã vét chị Vân Nguyễn. Free size nha em, 60, 65, 70 ký, 75 ký ok luôn nè. Chốt em mã to luôn. Mã to. Mã to cho em nha. Trời lên cái con này nè mấy chị này. Chốt chị Vân Nguyễn nè. Con này size S thôi mấy chị, 48 ký. Phối chút cho em nhé, 48 ký này. Cho em mã phối. Mã phối 48 ký. 11 giờ trưa nay là có like. Có like áo lông với lại bát ca các chị ơi. Đây con này cho em. 60-65 ký này. 60-65 ký. Cho em mã A95. A95 cho em, 60-65 ký, mã A95. A95 cho mọi người nha. Mã A95 này. A95. Rồi em lên một con màu kem có chữ nè mấy chị. Size S thôi, con này size S. Con này 48 ký mọi người. 48 ký cho em nha. Đây này. Tay này mấy chị. Đó. Rồi chốt em mã chữ. Mã chữ. 48 mã chữ các chị ơi. 48 cái mã chữ cho em. Dạ. 48 cái mã chữ. Mã chữ chị Văn Nguyễn. Trời ơi, con này nè mấy chị này. Caro này vip chưa? Con đó mọi người thắt cái đai cho chị xóa. Thắt đai một nữa là rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. 60 cái quay đầu này. 60 ký quay đầu, chị nó đủ 60 ký quay đầu cho em. Con này cho em mã A50 nè. A50 cho em, 60 ký quay đầu nha, dạng dài luôn nè, đẹp quá. A50 A50 nha chị nha. A50, con A50 hơi vít luôn mọi người ơi. Rồi em có con phối long A50 cho chị Trần Hường, con này mọi người thắt đai vô đẹp lắm. Màu hồng A50 cho chị Trần Hường. 57 ký. 57 ký mạ long cho em. 57 ký mạ long. 57 ký mạ long cho em nhé. Mạ long. Mạ long các chị ơi. Phố long mọi người. Rồi em có con vét kỵ nữa nè chị. Năm mươi bảy ký luôn. 57 ký. Cái này mọi người cho em mạ 70 nha. Mã 70 cho em nè, 57 ký. Một con vét kẻ cho em. Đẹp quá. Mã 70. Mã 70. Rồi một con giả trích nè mấy chị. Trời ơi vip quá. Mã 70 các chị ơi. Đây nè mấy chị. Đó, con này đẹp quá này. Rồi 55 ký luôn cho em. 55 ký nha, giả trích.
có hai túi cho em này. Rồi cái này mọi người chốt em mã 30 luôn này. Mã 30 cho em luôn nha. Size 55 kg mã 30. Mã 30. 30 các chị ơi, mã 30 cho em nhé mọi người. Rồi lên con xanh kẻ nữa nè mấy chị. Đây, cực kỳ mới luôn. 30 cho chị Vân Nguyễn. Rồi con này size S 48 kg cho em mọi người, chốt em mã mới. Mã mới 48 kg. Mã mới cho em. Mã mới. Rồi em lên một con cam này, ép một lớp này mấy chị. Ép một lớp. Đây mọi người ơi. Rồi size 60 kg nha, cho em mã cam. Rồi con này đẹp quá. Con mới cam là mới 99,9% mọi cam người. 60 kg quay đầu mã cam. Mã cam cho em. Rồi lên tiếp cho mọi người một con màu xám có đai này cho em này. À. Con này nãy á, nãy em có một con rồi này, nhưng con này có đai nè. Có đai cho em nha. Rồi size chỉ là 52 kg. 52 kg cho em mã lạ luôn này. Lạ 52 kg. Đó, nãy chị nào được một con rồi nè. Mã lạ 52 kg cho em. Mã lạ các chị ơi, lạ 52 kg. Rồi lên một con này có đai nha mọi người. Caro vip cho em luôn mọi người này. Cam em vượt không vượt hả? Con này à, là chị Dương Thị Thu Hoa 57 kg quay đầu nha mọi người. Cho con này, cho em thích con này nó mới xinh chích luôn. 57 kg quay đầu. Cho em mã 74 này. Là cái gì Dương Thị Thu Hoa? Mã 74. Em mặc cái bán này bán đồng giá cho mọi người luôn. Em mặc cái này thì có chị ta 74 chị Lương Vũ, con 74 là đẹp quá chị Lương Vũ ơi. Ai chị ai ai? Lan Vũ thích cái đó 60 kg chị Lan Vũ ơi, lại con này đẹp này chị, con này này. Trời ơi, đai đi còn nguyên luôn. Nó mới tinh luôn cho em nhé, của vest. Đó, form và laptop cho em này. 60 kg quay đầu luôn cho em nha. Chốt cho em mã 40. Mã 40 cho em, đẹp quá. Cái con cam em mang vừa nhưng mà con đã ra ép một lớp được không em? Con cam là em mang vừa. Em mang vừa mà con đã ra ép một lớp, quá đẹp. Mã 40 cho chị nha. Mã 40 là con nó siêu mới luôn á mọi người. Rồi lên tiếp con đỏ này mấy chị. Ôi. Con này size 52 kg quay đầu. Đẹp quá này mấy chị ơi. 52 kg quay đầu cho em nha. Chốt em mã 88 cho em rồi, ok. Mã 88 cho em, đẹp mê luôn này. Mã 88. Mã 88. Cam tiếp cho Lan Vũ này. Rồi lên tiếp con caro này mấy chị. Một con caro freestyle cho em. 88 chị Hoàng Bảo Trung. 60-62 kg ok luôn nhé. 60-62 kg. 88 chị Hoàng Bảo Trung. Đó. Lên số thoại cho em chị Hoàng Bảo Trung ơi. Cho em mã 26 này. Mã 26 cho em. Đây mấy chị. 60-62 kg mã 26. Còn 2 cái để chiều ra chị thích luôn cho. Rồi em lên một con bomber thể thao này mấy chị. Phối màu này. Đẹp chưa? Form crop okay, top luôn nha. Chung. Rồi size 55-57 kg nhé. 55-57 kg, con này là lông lông nha mấy chị nha. Ở ngoài là lông. Cho em mã 82 này. Mã 82 cho em. Dạng bomber thể thao. Đây. Hả? Lông hả? Mã 82. Mã 82 các chị ơi. 82, đẹp quá. Ủa cái con mã 26 thì đẹp mọi người. Rồi em lên con ken cho mọi người này. Con 26 thì mới. Dạ ép luôn nha mấy chị nha. Rồi 55 kg. Cho em mã kem. Kem 55 kg cho em. Mã kem 55 kg. Mã kem các chị ơi. Kem 55 kg. Rồi kem lên. Mà dạ ép một lớp đó mọi người. Lên con này 60 kg nha chị, size XL. Xem lại mã 26 hả? Rồi cho em mã B1 nha. B1 cho em. Này mấy chị. Có đai tay này. Mã 26 dạ chích rồi. B1. Đây con mã 26 này mấy chị này. Con này freestyle cho em nha. Chị nào có đơn mình inbox địa chỉ qua giúp em nha mấy chị nha. Đây. Trời ơi đẹp quá nè. Đây chị nào lại cho em mã 26 freestyle cho em con này nha. Freestyle mã 26 này. Freestyle mã 26. Rồi lên tiếp con đỏ này mọi người này.
Cái này form ngắn cho em. Đó, 60kg quay đầu luôn mọi người. Cho em mã 13 em chị hiểu này. Mã 13 cho em con này nhá. Dạ đúng rồi chị ơi. Mã 13, cái này đẹp quá. Chung cô bán chốt một cái vẫn đi hàng nhưng mà mọi người chốt hai chiếc cho đỡ tiền ship nè. Mã 13 cực kỳ mới luôn này anh chị. 60kg quay đầu mã 13. 13 chị Nhung Tigon. Trời ơi lên con này vip quá này. Chị Văn Huyền comment sau mất rồi này. Này anh chị. Con này size S. 13 cho chị Nhung Tigon. Size S nhưng mà 52kg vẫn mang được. Trời ơi con này nó mới này anh chị này. Đó, đẹp chưa? 52kg quay đầu cho em nha. Mê luôn con này luôn này. Cho em mã 95. Mã 95 cực kỳ mới luôn. Size 52kg quay đầu mã 95 cho em. Các bạn đơn nhanh tay nha. Có đơn inbox thì chị qua cho em nha các chị ơi. Mã 95 cho em. 95 cho chị Dương Thị Thu Hoa. Các chị ơi đơn trên 400 mọi người nhớ cọc giúp em nha. Rồi con này cho em này. Chị Mai Nguyễn comment sau rồi nè. Size M cho em. 53kg. 53kg. Đây mấy chị. Đó. Cho em mã 35. Mã 35 cho em mọi người nha. Mã 35. Mã 35 các chị ơi. Rồi em lên con caro vàng nữa nè mấy chị. Đó. Rồi size 53kg luôn cho em này. Cho em mã caro. Caro 35. À quên caro. Mã caro. Ok cho em. Chị. Rồi lên tiếp con caro lót vào ở trong này chị. Con này dán vét cho em nha. Dán vét cho em này. Rồi cái này free size 60kg quay đầu luôn. 60kg quay đầu. Cho em mã 50. Mã 50. 60kg quay đầu mã 50 cho em. Mã 50 trời ơi cái con caro xịn xò lắm mọi người ơi. Con caro chất hợp đẹp luôn. Trời ơi này mấy chị này. Dán bomber thể thao này. Dạ lông cho em nha. Mã 50 siêu mới luôn á. 50 cho chị Lương Vũ. Trời ơi vip luôn nè mấy chị ơi. Đẹp quá. Rồi 60kg qua đầu cho em con này nha. Cho em mã thể thao nè. Con này là dạ lông như vậy nha. Mã thể thao cho em. Lông nè. Đẹp mê luôn. 50 cho chị Lương Vũ nè. Đẹp quá. Mã thể thao các chị ơi. Rồi lên con kem cho mọi người luôn nha. À, mọi người. Rồi size 57kg này. Cho em mã 72. Mã 72 cho em. Trời ơi con thể thao nó đẹp. Mã 72 rồi lên con caro hồng có đai này với chị. Đây. Đây với chị. Đó, size 55kg cho em mọi nha. 55kg. Con này mọi người chốt cho em mã 64 đi. Mã 64 cho em một con caro màu hồng. Đó của vest cho em nha. Mã 64. Con này đẹp quá. Mã 64 cực kỳ mới luôn. Mã 64. Mã 64. Con này có đai luôn mọi người. Rồi lên một con màu đen ép một lớp này mọi chị. Đẹp quá. Chị mới sao lai trang của sao nha. Dạ. Chị mới sao lai trang của sao. Lai nha chị. Dạ con này. Dạ, rồi, con này cho em. Cổ vét này chị, đẹp quá. Rồi, size vậy nào 60kg quay đầu nha. 60kg quay đầu cho em. Cho em mã 27 này. Mã 27 cho em. Mã 27. Rồi, lên con nâu đẹp quá này chị này. 53kg cho em con này nha. Cho em mã dễ thương. Mã dễ thương cho em. Con này chắc gì cũng có con thứ hai chứ. Trời ơi, lên con siêu phẩm họa tiết cho mấy chị này. Mê chưa? Size 53kg. 53kg quay đầu nha mấy chị nha. Con này em bán 100k thôi nè. Đó. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ lạ luôn nha mấy chị nha. 53kg quay đầu cho em. Chốt cho em mã 72. Mã 72 100k cho em. Mã 72. Mã 72 các chị ơi. Con này hơi bị viết không có con thứ hai đâu mọi người. Không có con thứ hai luôn. Rồi lên con caro này mấy chị. 72 của chị Dương Thị Thu Hoa. Con này tìm không ra đâu mọi người. 52kg nha mấy chị nha. 52kg.
chốt em mã là chỉ có ở shop Khánh Băng mới bán thôi mọi người. Mã A2 này, A2. Mã A2 cho em. Mã A2. Rồi lên con màu vàng có mũ nè chị. Con này màu đen quá nè. Con này tay lỡ lỡ nha chị nha. Đây, form cánh dơi. Rồi free size luôn cho em mã lạ này, lạ free size. Lạ phở rơi xa luôn. Rồi lên một con siêu phẩm nữa chị này. Rồi con này mọi người cho em xin 10.000 nữa nhé. 100k. Size 55-57kg. 55-57kg 100k cho em mọi người. Chốt em mã 57 này. Con này 100k. Mã 57 cho em. Cực kỳ mới luôn. Có lót ở trong. Mã 57 cho em ấy chị nha. Quá VIP luôn này. 57 100k cho em mọi người. Size 57 con này xịn sò cặp bò luôn. Rồi lên một con màu vàng dễ một lớp nữa chị. Rồi con này size S chị Đặng Uyên còn đó không chị Đặng Uyên ơi. Trời ơi mấy con này nè chị Đặng Uyên chắc đi đâu nó kêu. Size S nha, dạ S một lớp có cho con em. Con nam nào không em? Con này VIP quá. Hôm qua em nhớ là có một con nam mà rồi. Chốt em mã 63 này. Mã 63, quà VIP con này luôn. Mã 63, tặng 90k luôn mọi người nha. Mã 63. Nam nó lâu lạc vô một con à chị Hoa Mai ơi. 63. Trời ơi con 63 này chị. Rồi chị, em lên con hồng này chị. Chị Đặng Uyên mà có là chị Đặng Uyên sẽ chốt này. Đây mọi người. Con này có đai ở trong túi nha chị nha. Rồi 53kg, chốt em mã hồng. Hồng 53kg. Mã hồng cho em. Rồi lên con caro này mấy chị. Đẹp quá. Rồi size chốt rồi chị ơi. Size 55-57kg cho em mọi người nha. 55-57kg này. Con này cho em mã 28. Mã 28 cho em. Mã 28 các chị ơi. Rồi lên tiếp con caro 63. 63 chốt chị Thu Sang. Con này 100k. Đó, lock ở trong nha chị nha, siêu xịn sò luôn này. 100k chỗ em mã B9 này. Cho nó mã hồng. Mã B9 nha mọi người, mã B9. Của chị Thu Sang rồi, chị chốt mã 63 là con mã nào rồi chị? B9 nha mọi người nha. 100k thôi. 63 là cái con màu gì vậy chị ơi? Nãy giờ sao em không thấy con nào 63 vậy ta? Mã B9 cho em chị. À, con này con caro hả? Chị Thu Sang ơi. Con đó mẹ 64 rồi. Rồi lên con đỏ. Chị chốt cái con màu gì đó chị Thu Sang ơi. Con đỏ em một lớp. B chị cho chị Lương Vũ. Trời ơi. Con nâu giả ép hả? Ủa có phải con này không ta? Con mạnh không phải mạnh chị chậm vậy. Rồi con này chị em. Trời ơi dễ thương này chị tay lở nhá. Rồi 53kg luôn. Cho em mạng đỏ này. Đỏ 53kg. Đỏ 53kg cho em. Đỏ 53kg nha. Trời cái con này dính thành việc của mình. Nâu dễ ép. Nâu size. Con này size M. Con đó em chốt cho ai chưa mọi người ơi? Sao giờ chị hay là con này chị nè. Đó. À khổ ghê. Tôi gỡ mã ra rồi. Rồi đợi đợi xin em lên lại chị coi nha. Con này size M nè chị. 52-53 kỳ. Chưa gỡ mã, trời ơi con 63, con giải ép một lớp. 52-53 kỳ nha. Thấy rồi chị ơi. Đó. Mã B chị cho chị Lương Vũ. Chốt em mã 200. 200. Cấp cho chị Đạo Yên khổ. Size M này mấy chị, size M nha. Mã 200 cho em. À rồi ok em thấy rồi, em thấy rồi. Mã 200 quá chị ơi. Đây con này mã 63 nha chị nha, giải ép một lớp này. Size S cho em. 48-50 kỳ. Mã 200 ai ngoài Bắc hay chốt mã 200 liền cho em. 48-50 kg. Cho em mã 63 này. Mã 63 cho em. Mã 63 cho chị Thu Sang. Mã 63. Rồi lên con này luôn mấy chị. Ép tiếp này.
Rồi 60 cây quay đầu nha mấy chị nha. 60 cây quay đầu cho em mã nâu. Nâu 60 cây. Nâu 60 cây. Rồi lên tiếp con giả ép nữa nè. Chị Tung Sang ơi, lên số điện thoại giúp em chị ơi. 5355 cây cho em mọi người. Lên số điện thoại giúp em chị Tung Sang ơi. Cho em mã 72. Mã 72. Mã 72 cho em. Rồi lên một con cam nè chị. Ok chị. Một con cam summer cho em mọi người nha. Đây, dạng vét. Con này size S nè mấy chị, 48-50 kg. À, 52 kg cho em nha, size M rồi mấy chị. 52 kg size M rồi. Chốt em mã phối. Mã phối 52 kg. Con này mới từng kíp luôn mọi người. Mã phối 52 kg. Này mới được có hỏi màu vàng quá trời nè. Rồi em lên con xám nè mấy chị. Con mã phối siêu mới luôn. Con này là dạ áo choàng đúng chị này. Rồi 60 kg quay đầu luôn. Cho em mã lạ nhá. Lạ 60 kg quay đầu. Có chị nào thích con này không mọi người ơi? Em like cho mọi người này. Rồi con này bán cho mọi người 120 luôn nhá. Bán 120 luôn này. Bán nhanh luôn này. Con này cổ phía sau phố ngắp này. Trời ơi con này siêu xịn sò luôn. 120k cho em. Free size 60-62 kg ok này. Đó. 60-62 kỳ ok. Chốt em mã 58. Mã 58 60-62 kỳ ok. Bạn con này 120 luôn nha mọi người nha. Mã 58 ấy. Rồi tìm không ra con thứ 2 đâu chị ơi. Mã 58 120k. 58 đẹp lắm các chị ơi. Mỗi kinh kích luôn. Rồi lên con một kem dáng dài size 52-53 kỳ quay đầu trên con này nha. 52-53 kỳ này. Các chị có đơn inbox thì chỉ qua giúp em nha các chị ơi. Cho em mã 24. Mã 24 cho em. Ai có đơn inbox thì chỉ qua đơn giùm em nha. Mã 24. Cho chị xem lại con vàng 60-65 kỳ được không? Em 87. Cái con vàng con phối hả? Con nào size M chứ không? Rồi cái này chị em này. Con màu vàng 70 kg nha chị nha. 70 kg. Cái con mã phối hả chị ơi? Cho em mã A27 nè chị. Con nó 60. Con đen. Con 120k là 60 kg nè. 60-65 kg. 60-65 kg mang được với chị Trần Lê ơi. Con đó nó A27 chị em. Trời ơi chị Trần Lê lại con nó đấy chị. Đẹp mê lắm mà nó mới. Mới khỏi phần nói luôn mấy chị ơi. Khỏi lâu ăn. Rồi lên con vỏ đô tiếp. Con này là 60-65 kg mang đẹp nhá. Đây này chị, size M 53 kg. Cho em mã đỏ đô. Có con caro nào phải. À, đỏ đô vừa to quá. Con này đẹp quá. Đẹp lắm luôn á trời ạ. Trời lên con dạng dài này chị. Có đai luôn này. À không phải phối dạng dài này. Con này bạn em bán 100k nha chị nha, túi này. À cái con này quá. Nó dạng dài này. Đây nè, con vàng vàng. Đây rồi con này chị em. Trời ơi, có đai luôn này mấy chị. Size 55 kỳ cho em nha. Con này đẹp quá mọi người ơi, con siêu phẩm. Con siêu phẩm này mọi người ơi. Rồi bán nhau 100k thôi nhá. Đây 55 kỳ quay đầu. Rồi mọi người cho em mã hiểu đi. Mã hiểu cho em 55 kỳ quay đầu giả ép nha chị nha. Ơi, con dài luôn này. Cái con giả ép này là đố mọi luôn. Người đi mua ở đâu được 100k mọi người. Mã hiểu 100 cho em, size 55 kỳ quay đầu. Mã hiểu. Mã hiểu cho chị Trần Lê 100k. Chị Trần Lê ơi. Em nói thiệt buổi sau chị đi khắp cái Facebook chắc có mời em bán cái con này 100k. Con này là comment sau đó rồi chị Trần Hương ơi. Lóc caro ở trong nha chị nha. Caro vàng ở trong. Màu vàng, màu vàng vàng nâu nâu ở ngoài này. Rồi, con này 60kg. 60kg. Cho em mã phối. Điều gì Trần Hương comment sau chị Trần Hương ơi. Phối 60kg cho em. Phối 60kg.
55 kg cho em này chị. Cho em mã 90. Mã 90. À có đơn mọi người inbox qua giúp em nha các chị ơi. Có đơn inbox thì chị qua giúp. Có em một cái. Em có cái con xanh này kìa. Một cái vẫn đi làm mà. Rồi rồi, lên con siêu phẩm long nữa cho mấy chị này. Con này có đai luôn này. Trời ơi, VIP chưa? Con caro hả? Con này 57-60 kg ok luôn này. Có đai luôn nha mấy chị nha. 57-60 kg. Con này là long cho em. Nè mấy chị. 57-60 kg. Đó. Cho em mã 46 này. Mã 46 cho em mọi người nhé, mã 46. Mã 46 cho em. Rồi em lên con xám hồ long nha mấy chị này, size M. Cái này gài khóa một bên nha mấy chị nha, gài khóa một bên này. Size 55 kg luôn cho em. 55 kg. Trời ơi đẹp quá. Chốt em mã 19 nha. Mã 19 cho em. Đẹp mê luôn. Mã 19. Mã 19. Rồi em lên con phao này với chị. Con phao màu rêu này. Con phao dạng dài màu rêu cho em, đẹp chưa? Có mẫu nha chị nha. Rồi con này chị nào 57-60 kg. 57-60 kg. Cho em mã phao đi. Phao bán đồng giá cho mọi người. Phao đồng giá luôn. Phao vô đây xíu bán 70 kg. Mã phao cho em. Rồi lên con theo nè chị. Ok chị Trần lên. Mã phao chị Lê Thùy Dương. Con này nó bị dính hồng hồng như đây một xíu này mấy chị này. Đây, bán cho mọi người 70 nhá. 70k cho em. Size chị nào tầm 55 kg. Nó giật ra mọi người. 55 kg. Mã theo. Theo 55 kg, mã theo. 55 kg, mã theo. Lê Thùy Dương lên số điện thoại cho em nè. Rồi em lên con xanh đen này mấy chị. Cái này 55 kg luôn nhé. 55 kg. Cho Lê em mã. Lê Thị Dương ơi, lên số điện thoại giúp em. Mã 74. Mã 74 cho em mọi người nha. Mã 74. Rồi em lên con caro hồng phối nè mấy chị. 1 lớp. Cái này 60-62 kg. 60-62 kg. Cho em mã phối. Mã phối cho em 60-62 kg mã phối. Mã phối 60-62 kg. Trời lên con này phối long đẹp quá nè mấy chị. Cổ vét cho em nha. Ôi nè mấy chị, đẹp mê không? Long cho em. Rồi xa 55-57 kg nữa chị nè. 55-57 kg nha. Chốt cho em mã 78 này. Mã 78 cho em, đẹp chưa? Mã 78. Lê Thị Dương ơi, lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi lên con này cho em. Một con phao màu đỏ nữa nè mấy chị. Trời mới cho nè mấy chị nè. Trời ơi, quá xịn sò luôn. Rồi con này 60 kg quay đầu nha. Cho em mã 70 nè. Trời ơi, con này nó mới quá nè. Mã 70 cho em. Mã 70 các chị ơi. Mã 70 nha chị nha. Mã 70. Rồi lên con phao màu trắng. Trời ơi mọi người chốt liền con này. Xin xịn to luôn. Chị. Rồi 55-57 kg con này. Đẹp quá. 55-57 kg một con pha dài màu trắng nha mấy chị nha, VIP cho này. Đó, siêu ấm luôn.
Rồi chốt em mã 37 nhé. Mã 37 cho em. Okay, 37 này. 37 đẹp quá. Mã 37 cho em này. Rồi em có con phát len này mấy chị. Phát len caro cho em. Rồi size 57 kg nha. Chốt em mã len luôn. Mã len 57 kg. Len 57 kg cho em. Mã len 57 kg. Rồi em có con áo vest này chị. 55 kg. 55 kg cho em. Chốt em mã 50. Mã 50, 55 kg. Rồi chị nào có đơn mọi người inbox thì chị qua giúp em nha. Rồi lên con này chị em luôn này. Rồi mê quá đi. Đẹp quá. Con phao béo cho em này với chị. Cưng chưa này. Con phao béo siêu mới luôn này với chị. Giặt hấp hết rồi nha. Có khóa kéo cho em. Rồi 60kg quay đầu này. 60kg quay đầu con này đẹp quá này. Chốt em mã 32. Mã 32 cho em mọi người. Mã 32. Mã 32. Lên cho chị Vân Nguyễn. Lên cho chị Vân Nguyễn. Mã 32 cho em nè chị. Con 32 quá đẹp luôn. Rồi lên mã 32 các chị ơi. Con lông cừu màu trắng cho em. Lên lông cừu nhớ chị nhé. Rồi size 60kg này. Chốt cho em mã 57. Mã 57 cho em. Mã 57. 32 thì chín lên. Rồi lên con phao ánh nhũ này mấy chị. Một con phao cả ánh nhũ nhé. Chị. Con này có đa nha. Còn chị ơi còn dạ. Nhưng mà dạ caro hình như là vừa mới cho còn không á. Free size cho em con này. Eo mọi người tới đâu mọi người rút tới đó cho em. Đẹp chưa? Đó free size. Rồi chốt cho em mã 15. Mã 15 cho em. Con này có ánh nhũ nha chị nha. Có ánh nhũ này. Đẹp quá. Mã A15 cho em. Mã A15. Mọi người có đơn inbox địa chỉ với giúp em nha. Rồi anh lên con dạng nắng màu kem. Dạ. Em kiểm tra cho chị. Đã ra ít một rớt nhé. Cá đi chị nhé. Chị tốt cho khóc. Ai cái con caro hả chị? 53 kỳ. 9 bao đẹp không chị ơi? 53 kỳ nha. Chốt cho em mã 74. Mã 74. 53 kỳ mã 74 cho em. 53 kg mã 74. Rồi lên con da lụa lót caro này mấy chị. Con này size S thôi. Năm mươi kg cho em mọi người nha. 50 kg này. Đó. Da lụa lót caro cho em. 50 kg. Cho em mã 20 này. Mã 20. Trang Sorin là được một túi 40k á Vân ơi. Trang Sorin là được một túi 40k. Còn chị Min Min là được 5 túi 80 nhá. Trời ơi, lên con phát dạ dài form thể thao nè chị. Con này cực kỳ hiếm luôn em. Này, đây này chị, đẹp chưa? Đó. Rồi con này size 60kg quay đầu cho em nhá. 55 60kg đều ok. Này với chị, cái túi của nó có khóa kéo này, đẹp chưa này? 55 60 kg ok con này. Rồi chốt cho em mã thể thao luôn nè. Thể thao con này đẹp quá. Có khóa kiểu nha chị nha. Mã thể thao. Thể thao cho em. Mã thể thao. Mã thể thao.
thể thao cho chị Trần Lê. Rồi lên con dạng dài màu xanh đen cho em. Thể thao cho chị Trần Lê màu xanh đen nha chị nha. Đây. Rồi 57 kg. 57 kg. Cho em mã 30 này. Mã 30, 57 kg cho em. Màu xanh đen. Xanh đen. Rồi lên con sáng. Chị Trang Surin đâu có chốt được. Đẹp quá. Chị Trang Surin có một cái à. Một cái 40k à. Đây này chị. Trời ơi mê lây luôn con này. Cực kỳ mới luôn này chị này. Màu xám cho em nha. Rồi size chị nào 55 kg. Quay đầu cho em con này à, chị có lấy Facebook khác không chứ chị chốt được có một cái thôi Vân ơi. 55 kg nha. Cho em mã 24. Mã 24 con này quá đẹp luôn. 55 kg nè. Mã 24 cho em. Mã 24. Mã 24 có đai phía sau mọi người. Rồi lấy con màu hồng nữa chị. Chị Lương Hằng hả? À? 55, 57 kg nhá. Con này đẹp quá này. 55, 57 kg. Chị được 5 cái rồi chị Lương Hằng ơi. Cho em mã 17 nha. Mã 17 cho em nè. Chị Lương Hằng ơi, chị được 5 cái rồi nha. 55, 57 kg mã 17 cho em. Con này màu hồng siêu đẹp luôn này. Mẹ 17 em chị nha. Mẹ 17 các chị ơi. Đồ lên con màu xám em chị. Rồi các chị ơi, ai đủ đâu mọi người inbox qua cho em nha. Đây xong cái đây là em nghỉ nha mọi người. Rồi, size 17 chị Kim Lê. 60 kg quay đầu nha. Chốt em mã cuối like này. 60 kg quay đầu. 17 cho chị Kim Lê. Mã cuối like cho em. Mã cuối like nha. Em nói nhân viên thường giả với hôm qua. Rồi ok chị Lương Vũ. Mã cuối like cho em mọi người nha. Size 60 kg quay đầu cho em. Mã cuối like cho em. Màu xám rất là đẹp nha. Mã cuối like. Cuối like các chị ơi. Rồi các chị có đơn mọi người inbox cho em nha. Rồi em chào mọi người nha.